Các bạn có nhìn thấy cái slide của cô ở trên màn hình không? Dạ có. Thế thì hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái vi khuẩn virus gây bệnh ở đường sinh dục. Mục tiêu của cái bài học này thì nó gồm có 3 phần. Một là yêu cầu chúng ta mô tả được cái đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của các cái vi khuẩn virus mà gây bệnh ở đường sinh dục. Hai là trình bày được các cái biện pháp chẩn đoán vi sinh vật và một trình bày được các cái biện pháp chẩn đoán vi sinh vật một số các cái bệnh đường sinh dục. Và thứ ba là mô tả được các cái nguyên tắc phòng và điều trị một số bệnh đường sinh dục. Đấy là ba cái mục tiêu. Thế đối với cái phần mô đun sinh sản này thì chúng ta sẽ giới thiệu một số các cái vi khuẩn virus mà nó có khả năng gây bệnh ở đường sinh dục. Vi khuẩn đầu tiên cô giới thiệu với các bạn đấy là cái vi khuẩn lậu cầu khuẩn. Đây là một cái vi khuẩn mà nó rất hay gặp ở trên lâm sàng. Vi khuẩn này gây nhiễm trùng đường sinh dục của cả nam và nữ. Và cái vi khuẩn này nó thuộc cái họ Neisseria. Đây là cái cầu khuẩn gram âm. Các bạn đã ở cái phần trước rồi thì chúng ta biết là vi khuẩn này nó có 3 nhóm đúng không ạ? Cầu khuẩn, trực khuẩn và xoắn khuẩn. Trong đó cầu khuẩn thì có hai loại là cầu khuẩn gram dương và cầu khuẩn gram âm. Và cái vi khuẩn lậu cầu hôm nay cô giới thiệu thì nó thuộc cầu khuẩn gram âm. Cái đặc điểm sinh học của cái vi khuẩn này nó gồm có các cái đặc điểm sau. Một là nó có cái hình thể là hình hạt cà phê xếp thành từng đôi và bắt màu gram âm hay là màu đỏ. Đối với lại cái vi khuẩn này thì cái kỹ thuật nhuộm gram sẽ giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán xác định được là bệnh nhân bị nhiễm trùng đấy có phải là do lậu hay không. Bởi vì cái hình thể, cái cách sắp xếp của vi khuẩn nó rất là đặc hiệu. Thế thì khi mà dựa vào cái kết quả nhuộm gram ấy, nếu chúng ta nhuộm đúng thì chúng ta sẽ xác định được là vi khuẩn nó có hình hạt cà phê xếp thành từng đôi và bắt màu đỏ hay là màu gram âm. Và nếu bệnh nhân ở trong tình trạng cấp tính thì sẽ quan sát thấy vi khuẩn nằm ở bên trong các cái bạch cầu đa nhân trung tính. Thế còn nếu mà bệnh nhân bị mãn tính, bị lâu rồi, thì cái vi khuẩn nó rất là ít và nó sẽ nằm ở bên ngoài bạch cầu đa nhân trung tính. Đấy. Như vậy là dựa vào cái kết quả nhuộm gram chúng ta có thể biết được là bệnh nhân này đang ở giai đoạn cấp tính hay là mãn tính. Đây là cái hình ảnh của cái tiêu bản mà nhuộm trực tiếp từ bệnh phẩm. Nói là song cầu hình hạt cà phê nhưng mà thực ra khi mà chúng ta nhuộm chúng ta quan sát dưới kính hiển vi có vật kính là 100 thì nó được phóng đại là 1.000 lần thì trông nó cũng rất là bé. Tức là các bạn có nhìn thấy cái hình ảnh của cô có nhìn thấy không ạ? Có Có ạ. Thế có thấy nó có những cái lấm chấm nhỏ nhỏ như cái đầu tăm được không? Có thấy được không? Dạ có. Có. Vâng, đấy. Thì cái vi khuẩn lậu mặc dù là phóng đại 1.000 lần rồi đấy, thế nhưng mà nó mới bằng gần đấy. Do vậy là khi mà chúng ta quan sát dưới kính hiển vi thì chúng ta phải thường xuyên là nháy cái ốc vi cấp thì nó cái hình ảnh nó mới rõ và chúng ta quan sát được. Và thường đối với vi khuẩn lậu ấy thì ngoài cái kỹ thuật nhuộm gram ra thì người ta hay nhuộm xanh metilen. Khi mà nhuộm xanh metilen thì cái vi khuẩn này nó bắt màu xanh thì nhìn nó rõ hơn là cái việc vi khuẩn nó bắt màu hồng. Đây là cái hình ảnh mà người ta mô phỏng cái vi khuẩn lậu nó cứ đứng thành từng đôi như này này, đứng thành từng đôi và đứng thành từng đôi và bắt màu đỏ. Đối với lại vi khuẩn lậu ấy thì đa phần là người ta chẩn đoán bằng cái kỹ thuật nhuộm dựa vào triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán bằng kỹ thuật nhuộm gram. Tuy nhiên một số trường hợp mà không điển hình hoặc là trường hợp mãn tính người ta cần nuôi cấy thì người ta sẽ xác định vi khuẩn lậu thông qua một số các cái tính chất sinh vật hóa học như là phản ứng oxida hoặc là lên men đường gluco đấy rồi không lên men một số đường như đường lacto hay saccharo vân vân. Và ở trong cái nhóm Neisseria này thì nó có hai vi khuẩn cùng cùng thuộc họ họ đó đó là vi khuẩn lậu cầu và não mô cầu. Thì hai vi khuẩn này về nếu mà quan sát trên tiêu bản thì chúng ta thấy nó rất là giống nhau mà gì ạ, người ta phân biệt vào một số tính chất sinh học và hóa học, đặc biệt là tính chất lên men đường thì người ta thấy rằng là nếu là não mô cầu thì nó có khả năng lên men
đường gluco và manto. Thế còn lọng cầu thì chỉ lên men đường gluco thôi. Đấy, thì đấy là cái tính chất để người ta phân biệt. Còn nếu mình quan sát trên tiêu bản thì hai vi khuẩn này rất là giống nhau, đều là hình hạt cà phê bắt màu gram âm, và nó cũng có các cái tế bào bạch cầu khi mà bệnh nhân bị viêm viêm màng não chẳng hạn. Em ơi, em ơi, chị khi mà chúng ta nhuộm theo cái phương pháp mà nhuộm gram thì cả hai vi khuẩn này nó đều bắt màu gram âm. Nên là người ta phải biết được cái nguồn gốc của cái bệnh phẩm đấy, thì chúng ta lấy là từ 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 loại bệnh phẩm gì. Nếu là bệnh phẩm đường sinh dục thì chúng ta thấy các cái song cầu hình hạt cà phê bắt màu gram âm đấy, chúng ta sẽ chẩn đoán là lậu cầu. Nhưng nếu bệnh phẩm là dịch não tủy thì lúc đấy người ta lại không chẩn đoán là lậu cầu, mặc dù hình ảnh rất là giống như thế, nhưng mà gì ạ, lúc đấy người ta sẽ chẩn đoán nó là não mô cầu đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta cô nói để các bạn biết được như thế. Thế đối với lại cái khả năng gây bệnh thì vi khuẩn lậu là một cái vi khuẩn mà chỉ gây bệnh cho người, và vi khuẩn lậu này thì nó lây chủ yếu là qua cái đường quan hệ tình dục đấy, chủ yếu là qua quan hệ tình dục. Tuy nhiên có một số trường hợp là bị lây qua niêm mạc và gây viêm kết mạc mắt, đó là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh ấy. Tức là trẻ sơ sinh được sinh ra từ người mẹ mà bị bệnh lậu, sau đó người mẹ sinh đứa bé bằng đẻ theo đường dưới đấy, chứ không phải mổ đẻ. Nếu mổ đẻ thì không sao, nhưng mà đẻ thì cái đứa trẻ nó chui qua đường sinh dục của người mẹ thì nó có mắt của nó đấy, có tiếp xúc với lại cái dịch đường sinh dục, có thể có vi khuẩn lậu thì nó sẽ gây nhiễm khuẩn mắt và gây nên tình trạng là viêm kết mạc mắt. Thế thì người mà trưởng thành mà bị lậu thì chỉ có là do quan hệ tình dục trực tiếp với người mà có vi khuẩn lậu, ví dụ như là quan hệ với lại gái mại dâm mà quan hệ tình dục không an toàn, tức là không dùng bao cao su thì rất dễ bị. Và trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng thấy là có nhiều bệnh nhân khi mà đến, bệnh nhất là bệnh nhân nam khi mà đến hỏi thì đều khai ra là có quan hệ tình dục ở bên ngoài chứ không phải là với vợ đấy. Thế thì cái biểu hiện lâm sàng thì đối với lại bệnh lậu này thì nó biểu hiện ở cả nam và nữ. Tuy nhiên đối với nam giới thì cái biểu hiện nó sẽ điển hình ví dụ như là nó gây viêm niệu đạo này đấy, rồi là viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm màng tinh hoàn. Nhưng cái hay gặp nhất đấy là cái viêm niệu đạo, và cái triệu chứng thì nó rất là cấp tính, rồi là nó gây khó chịu cho người bệnh, làm cho người bệnh phải tự để mà đi 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 khám bệnh, chứ không không phải là cứ bảo là kệ nó để xem, bởi vì là nó gây cái tình trạng gần như là chảy mủ thường xuyên ở đầu niệu đạo. Tiếp theo là ở nữ, thì ở nữ thì có gây viêm nhưng mà nó là viêm cổ tử cung hay viêm vòi trứng, thì thực ra là cái viêm này nó gần giống như là các cái viêm khác, nên là thường ở nữ thì đối với vi khuẩn lậu là nó sẽ là gây gây nhiễm trùng mãn tính. Thế còn ở nam giới thì hay gây là cấp tính. Thế thì kể cả ở nam và nữ, nếu mà chúng ta không được điều trị thì cũng cái vi khuẩn lậu này nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Thế còn ở trẻ nhỏ, như lúc nãy cô nói là vi khuẩn lậu này nó có thể gây viêm kết mạc sơ sinh ở trẻ nhỏ, do cái đứa bé nó được sinh ra từ người mẹ mà bị bệnh lậu không được điều trị. Đấy, đây là cái hình ảnh mà đứa bé nó bị viêm kết mạc mắt do vi khuẩn lậu, mắt nó chảy mủ. Vậy và cái triệu chứng này thường nó xuất hiện rất là sớm, chỉ trong vòng một vài ngày sau khi đẻ. Chính vì vậy mà khi mà mới sinh ra mà đứa trẻ nó có cái biểu hiện như này thì bao giờ người ta cũng phải nghĩ đến là đây là do vi khuẩn lậu, bởi vì chẩn đoán thì rất là dễ rồi ạ, lấy chính cái mủ này sau đấy là nhuộm gram là chúng ta có thể xác định được. Nếu mà chúng ta chẩn đoán chậm ấy, thì nó có thể gây ảnh hưởng đến mắt, thậm chí có thể gây mù mắt của đứa trẻ. Thì đấy là cái đặc điểm gây bệnh của vi khuẩn lậu là như vậy. Thế về chẩn đoán thì đối với lại vi khuẩn lậu này thì người ta thường là lấy bệnh phẩm là mủ mủ này có thể là gì ạ,
mủ của đường sinh dục đấy. Thế rồi ở mắt, như như mắt của đứa trẻ đấy thì chúng ta cũng lấy cái mủ đấy để làm cái chẩn đoán, mà người ta hay làm cái kỹ thuật xét nghiệm mà người ta hay dùng nhất đấy là cái kỹ thuật nhuộm Gram, kỹ thuật nhuộm Gram. Thế còn đối với một số trường hợp bị lậu mãn tính, nhưng mà vi khuẩn lậu sau đấy nó sẽ đi vào máu và nó đến một số các cái cơ quan nó gây cái bệnh, thì lúc đấy người ta gọi là lậu ngoài đường sinh dục. Và cái lậu ngoài đường sinh dục đó thì thông thường là người ta phải lấy máu để chẩn đoán huyết thanh hoặc là làm sinh học phân tử. Thì đấy là về cái vi khuẩn lậu thì nó đặc điểm gây bệnh của nó là như vậy. Về phòng bệnh thì đây là cái vi khuẩn mà chưa có vaccine để phòng, và chủ yếu là chúng ta phòng chung. Phòng bệnh chung này nhưng rất có giá trị để ngăn ngừa cái bệnh đấy xảy ra, đó là tuyên truyền có cái quan hệ tình dục an toàn là quan trọng nhất. Bởi vì đa phần là gì ạ? Ở người trưởng thành mà bị lậu là đều do cái có quan hệ trực tiếp với, quan hệ tình dục trực tiếp với người mang vi khuẩn lậu. Còn điều trị thì chắc chắn là chúng ta phải dùng kháng sinh, và nếu có kết quả kháng sinh đồ điều trị thì là tốt nhất. Đấy là cái vi khuẩn thứ nhất. Vi khuẩn thứ hai là cái xoắn khuẩn giang mai. Xoắn khuẩn giang mai này thì nó cũng là một trong những cái vi khuẩn mà gây bệnh ở đường sinh dục và có khả năng lây truyền qua đường tình dục. Và cái xoắn khuẩn giang mai, tại sao người ta gọi nó là xoắn khuẩn đấy? Các bạn nhìn đây là cái hình ảnh người ta vẽ mô phỏng, nhưng thực tế thì cái vi khuẩn này nó cũng có hình thể là hình giống như sợi, sợi là so, người ta gọi là xoắn xoắn. Và các bạn đã học ở cái phần trước rồi thì các bạn biết là vi khuẩn này nó có các cái nhóm như cầu khuẩn, trực khuẩn và xoắn khuẩn. Thì xoắn khuẩn giang mai là một trong những cái vi khuẩn thuộc cái nhóm xoắn khuẩn mà gây nhiễm trùng đường sinh dục ở trên lâm sàng. Tuy nhiên đối với lại cái đặc điểm lâm sàng của cái vi khuẩn xoắn khuẩn giang mai này thì nó hơi khác một chút so với lại các cái vi khuẩn khác, tức là tùy theo cái giai đoạn mà cái vi khuẩn đó nó thời gian nó xâm nhập vào cơ thể nó biểu hiện ra các cái triệu chứng lâm sàng khác nhau. Đấy. Thì vi khuẩn này có hình thể là hình xoắn này, đấy, hình xoắn, và di động thì rất là mạnh, rồi không có vỏ, không sinh nha bào, có từ 8 đến 14 vòng. Và thông thường thì người ta có thể nhuộm Gram hoặc là nhuộm Fontana. Đây là một cái phương pháp nhuộm tấm bạc, thì cái vi khuẩn nó bắt màu nâu đen, quan sát rất là kỹ. Đấy, còn đây là cái hình ảnh mà sao tươi dưới kính hiển vi nền đen. Và vi khuẩn này thì là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối nên là rất là khó nuôi cấy. Và cái khả năng gây bệnh của vi khuẩn này thì cũng chỉ gây bệnh cho người đấy. Nguồn lây thì cũng là lây từ người mà người ta bị bệnh, người ta truyền cho, lây cũng qua chủ yếu là qua cái con đường tình dục, quan hệ tình dục trực tiếp. Thì đối với lại cái vi khuẩn này nó có gây bệnh ở ba cái thời kỳ. Và đối với cái bệnh giang mai ấy, thì các bạn nhớ là nó có hai loại bệnh, một là gì ạ? Bệnh giang mai mắc phải, hai là bệnh giang mai bẩm sinh. Thì với cái bệnh giang mai mắc phải này thì là cái giang mai mà gặp ở người trưởng thành, các bạn nhớ cho cô như thế. Còn giang mai mà gọi là giang mai bẩm sinh ấy, thì thường là gì ạ? Gặp ở những cái đứa trẻ mới sinh ra và nó có những cái di chứng do nó bị nhiễm cái vi khuẩn giang mai ở trong thời kỳ bào thai. Tức là thường ấy, giang mai bẩm sinh là cái đứa trẻ đấy nó được sinh ra từ người mẹ mà người mẹ đó bị bệnh giang mai không được điều trị đấy, mang thai vào cái vi khuẩn đấy nó chuyển nó theo theo dây rau để nó sang cái đứa trẻ đấy. Thế thì đối với giang mai mắc phải thì nó có ba thời kỳ, và mỗi một cái thời kỳ này thì cái mật độ vi khuẩn ở trong đó nó cũng khác nhau. Ví dụ ở cái thời kỳ 1 là cái thời kỳ mà sau nhiễm xoắn khuẩn từ 10 đến 90 ngày, thì đây là cái thời kỳ mà chúng ta có thể tìm thấy được cái xoắn khuẩn ở trong các cái tổn thương nhiều nhất. Và cái tổn thương điển hình của cái thời kỳ này đó là vết loét. Vết loét này thì thường là nó ở phần da và niêm mạc. Thế thì cái loét, cái đặc điểm của cái loét này, sau này nếu các bạn học lâm sàng mà các bạn gặp phải thì các bạn cũng thấy rằng là cái loét của giang mai này nó cái cũng có cái hơi đặc biệt so với lại các cái vết loét khác, tức là
khi mà mình thăm khám mình sẽ thấy cái nền này nó cứng. Đấy, nền này trong bề mặt thì nó ướt và cái nền nó khá là cứng. Đấy. Và đối với cái giang mai mắc phải ở cái thời kỳ đầu này thì khi mà đã có những cái vết loét như này, được. Đấy, vết loét ở tay hoặc ở đầu dương vật như này thì sẽ cái hạch ở vùng lân cận là sẽ xuất hiện. Ví dụ như là ở tay này thì hạch ở vùng nách này, hoặc là dương vật này thì là hạch ở vùng bẹn. Và kể cả trong hạch hay là ở trong vết loét này chúng ta lấy bệnh phẩm thì chúng ta cũng sẽ đều bắt được xoắn khuẩn giang mai. Đấy, đấy là cái thời kỳ thứ nhất, cái đặc điểm này nó như vậy. Chính vì vậy mà đối với cái thời kỳ 1, khi mà mình quan sát thấy có những cái tổn thương như này thì mình sẽ lấy bệnh phẩm ở các cái vị trí tổn thương hoặc là chọc hạch nếu có hạch, để chúng ta nhuộm soi để tìm được xoắn khuẩn. Đấy là cái thời kỳ 1. Cái thời kỳ 2 này thì các cái tổn thương của nó không phải là các cái vết loét nữa, mà nó sẽ là các cái nốt, các cái người ta gọi là các cái nốt sẩn khắp toàn thân hoặc là ban. Thì khi mà cái cơ thể người bệnh mà xuất hiện những cái triệu chứng này thì những cái tổn thương như này, thì lúc này chúng ta, nếu mà chúng ta lấy bệnh phẩm từ các cái tổn thương này thì sẽ không 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 bắt được vi khuẩn nhiều, mà chủ yếu là chúng lúc này thì trong cơ thể đã bắt đầu hình thành kháng thể, bởi vì sau 2 đến 12 tuần sau khi xuất hiện xong thì do vậy là lúc này là trong cơ thể đã có kháng thể, thì mình sẽ làm các cái xét nghiệm về cái thanh miễn dịch để chẩn đoán. Chứ nếu mà lúc này mà chúng ta lấy các cái tổn thương từ các bệnh phẩm, từ các cái tổn thương là nốt sẩn hoặc nốt hồng ban này để chúng ta nhuộm soi thì sẽ không thấy được vi khuẩn, và có thấy thì thấy rất là ít, rất khó tìm. Do vậy lúc ở cái thời kỳ 2 này chúng ta phải chẩn đoán huyết thanh, tức là chẩn đoán bằng các cái kỹ thuật miễn dịch. Đến thời kỳ 3 là cái thời kỳ gom giang mai hoặc là các cái u cục ở ngoài da hoặc là trong một số vị trí như là xương hoặc là gan, thì ở cái thời kỳ này chúng ta cũng sẽ không thể tìm được xoắn khuẩn bằng hoặc là rất khó tìm được xoắn khuẩn bằng kỹ thuật nhuộm soi từ các cái bệnh phẩm lấy trực tiếp ở các tổn thương này, mà chủ yếu là chúng ta sẽ phải lấy huyết thanh của bệnh nhân để làm xét nghiệm chẩn đoán. Thì đấy là cái giang mai mắc phải ở người trưởng thành. Khi mà bệnh nhân bị, mà bệnh nhân không điều trị thì nó có thể diễn biến qua một trong các cái giai đoạn như vậy. Tiếp theo là ở cái giang mai thời kỳ gọi là giang mai bẩm sinh, thì thông thường ấy thì là cái vi khuẩn giang mai này nó sẽ qua giao thai để nó sang thai nhi, thì đa phần là nó sẽ làm cho cái thai này bị sảy thai hoặc đẻ non hoặc là chết đi. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì vẫn có thể sống sót được, nhưng mà cái xoắn khuẩn giang mai này nó đã làm ảnh hưởng đến một số các cái cấu trúc xương, dẫn đến là gây ra là nó có những cái biến dạng. Đấy. Ví dụ như mũi thì hình yên ngựa hoặc là xương mác hình kiếm, đấy, rồi lác quy tụ vân vân, thì đấy là những cái di chứng mà do bị nhiễm xoắn khuẩn giang mai từ trong bào thai. Thì các bạn nhớ là giang mai bẩm sinh có nghĩa là nó bị nhiễm từ người mẹ sang răng xoắn khuẩn từ mẹ truyền sang con thông qua dây rau, chứ không phải là gì ạ, cái như vậy là nó chỉ là bệnh gì ạ, bệnh bệnh gọi là bẩm sinh, nhưng mà nó không không liên quan đến hiện tượng di truyền, nó không phải là bệnh di truyền. Đấy, chúng ta lưu ý như thế, bởi vì khi mà nói đến bệnh di truyền là nó sẽ liên quan đến cấu trúc gen, nhiễm sắc thể. Thì đấy là cái về giang mai. Thế về chẩn đoán thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp chủ yếu. Một là chẩn đoán trực tiếp thì áp dụng đối với xoắn khuẩn giang mai, tìm xoắn khuẩn giang mai ở giai đoạn 1, thời kỳ 1. Còn hai là chúng ta sẽ làm các cái phản ứng huyết thanh để chẩn đoán. Phản ứng huyết thanh để chẩn đoán. Tìm kháng thể trong huyết thanh bệnh nhân. Đối với dạy giang mai thì chúng ta cũng chưa có vaccine để phòng, mà chủ yếu là gì ạ? Phòng không đặc hiệu, và điều trị thì vẫn phải điều trị bằng kháng sinh. Thì đấy là cái vi khuẩn thứ hai mà gây nhiễm trùng đường sinh dục.
Cái vi khuẩn thứ ba là cái vi khuẩn Chlamydia trachomatis. Cái vi khuẩn này thì nó có rất nhiều các cái tiết huyết thanh và một số tiết thì nó sẽ liên quan đến cái bệnh mắt hột đấy, nhưng một số tiết thì nó lại liên quan đến cái việc gây nhiễm trùng đường sinh dục. Và hôm nay chúng ta nhắc đến cái Chlamydia trachomatis này chủ yếu là nó liên quan đến cái gây nhiễm trùng đường sinh dục, có thể là gây nhiễm trùng dương vật này hoặc cổ tử cung hoặc là vòi trứng, buồng trứng, vân vân. Thì đối với lại cái vi khuẩn Chlamydia trachomatis này thì vi khuẩn này có hình cầu này, hoặc là hình bầu dục, và người ta có thể là quan sát thấy, nếu quan sát dưới kính hiển vi thì quang học thường ấy, thì là nó sẽ là hình cầu hoặc hình bầu dục. Nhưng nếu quan sát dưới kính hiển vi điện tử thì nó trông như là một cái vật với vật thể nhân với lại một cái màng bọc ở xung quanh, trông giống như bách tế bào. Và cái chlamydia này thì nó có hai thể khác nhau, đó là thể cơ bản và cái thể mà có cái khả năng gây nhiễm, và thứ hai là thể lưới. Thế nếu mà chúng ta nhuộm riêng xa thì chúng ta sẽ thấy là cái thể cơ bản này nó sẽ có màu hồng, còn cái thể lưới thì sẽ có màu xanh. Đây là cái hình ảnh mà người ta nhuộm, còn đây là nhuộm người ra. Chlamydia này thì nó có 15 tiết huyết thanh như cô vừa nói, và nó có các cái tiết huyết thanh mà liên quan đến bệnh mắt hột đấy, ví dụ như A, B này, hoặc C này đấy, hoặc một số các cái tiết huyết thanh thì nó liên quan đến cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục, đấy là DEK này, hoặc là một số tiết huyết thanh mà nó vừa gây nhiễm trùng đường sinh dục kèm theo nó có xuất hiện hạch, nên người ta gọi đấy là bệnh hạch bạch huyết hoa liễu đấy, thì nó liên quan đến một số các cái tiết có ký hiệu là L1, L2, L3. Thì đấy là tùy theo cái nhiễm cái chlamydia ở tiết nào thì nó có cái biểu hiện lâm sàng tương ứng với lại các cái tiết đó. Thế và đối với lại cái bệnh mà nhiễm trùng đường sinh dục do chlamydia thì các bạn lưu ý là về lâm sàng nó cũng khá giống so với vi khuẩn lậu. Nó cũng gây chảy mủ niệu đạo, đặc biệt là ở nam giới. Nó cũng gây chảy mủ niệu đạo giống như là bệnh nhân bị lậu. Tuy nhiên thì lấy cái bệnh phẩm đó mà nhuộm gram hoặc nhuộm xanh methylene thì chúng ta không tìm được thấy được cái vi khuẩn lậu ở trong đó. Do vậy người ta gọi là cái viêm niệu đạo không do lậu, và nó cũng có khả năng gây viêm màng tinh hoàn rồi gây viêm tuyến tiền liệt đấy. Ở nữ cũng có thể gây viêm niệu đạo của tử cung và trứng, và nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến vô sinh hoặc là gây trưởng ngoài tử cung đấy. Thì đấy là cái đặc điểm gây bệnh của cái vi khuẩn chlamydia này. Đây là một số cái hình ảnh là tổn thương do chlamydia, ví dụ như là gây viêm đường dẫn trứng này đấy. Hoặc là đây viêm dương vật này, đây là viêm cổ tử cung, viêm chảy máu đấy. Thì đấy là một số các cái hình ảnh. Và thường ấy, nếu mà ở nam giới thì khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng cấp tính là có chảy mủ ở miệng sáo thì thường là bệnh nhân cũng kèm theo có cả hạch, và những cái trường hợp như thế gọi là bệnh hạch hoa liễu. Đối với lại các cái phương pháp chẩn đoán thì chlamydia chủ yếu là người ta chẩn đoán bằng các cái kỹ thuật miễn dịch, các cái kỹ thuật miễn dịch hay được sử dụng đó là cái test nhanh, thường được sử dụng ban đầu khi mà một cái bệnh nhân mà có viêm nhiễm đường sinh dục thì bao giờ người ta sẽ lấy cái bệnh phẩm đó để nhuộm soi tìm vi khuẩn lậu, kèm theo với lại làm test nhanh chlamydia để xem là nguyên nhân, phát hiện xem là nó là nguyên nhân gì. Thế còn ngoài ra thì người ta có thể sử dụng các cái kỹ thuật miễn dịch như là kỹ thuật ELISA đấy để chẩn đoán.
Đối với kỹ thuật test nhanh này thì thường là vì là nhanh nên là cái độ đặc hiệu của nó cũng không cao. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì người ta cũng vẫn sử dụng nó để sàng lọc ban đầu. Còn lại thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp chẩn đoán PCR. PCR người ta cũng hay sử dụng. Đấy, đấy là ba cái vi khuẩn mà gây bệnh đường sinh dục chúng ta rất là hay gặp. Về virus thì cái virus đầu tiên cô giới thiệu đấy là cái virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV. Cái virus này thì nó đặc điểm của nó là tấn công vào các cái tế bào thuộc hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chính vì vậy mà nó sẽ làm suy giảm cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Và khi mà cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm thì sẽ có rất nhiều các cái tác nhân gây bệnh khác nhau nó xâm nhập vào và nó gây bệnh. Chính vì vậy mà với cái bệnh nhân mà bị HIV ấy, thì cái biểu hiện của lâm sàng của nó rất là đa dạng. Và cái nguyên nhân gây ra các cái biểu hiện lâm sàng đấy nó cũng khác nhau chứ nó không phải là do một loại. Ví dụ như là các cái nhiễm trùng khác thì chúng ta xác định được là ví dụ như là cái tổn thương các cái tổn thương như viêm phổi nếu mà do vi khuẩn thì mình sẽ xác định được là đây là do phế cầu hoặc là do lao chẳng hạn. Thế nhưng mà đối với lại bệnh nhân mà có suy giảm miễn dịch thì lúc đấy bệnh nhân có viêm phổi thì cái viêm phổi đấy không phải là do HIV mà lại do một cái tác nhân gây bệnh ví dụ như là lao phổi chẳng hạn. Đấy. Nên là đối với bệnh nhân mà bị HIV thì thông thường là các cái biểu hiện lâm sàng đến cái giai đoạn mà có biểu hiện lâm sàng thường người ta gọi đó là các cái hội chứng. Nó có rất nhiều các cái triệu chứng và căn nguyên do nhiều loại căn nguyên khác nhau gây nên. Đối với HIV này thì nó thuộc cái giống retrovirus và nhóm lentivirus là cái nhóm virus mà nhân lên rất là chậm. Chính vì vậy mà cái thời kỳ ủ bệnh của virus HIV nó cũng khá là dài. Trong các cái vi sinh vật thì cái virus HIV là cái virus mà nó có cái khả năng nhân lên có cái thời kỳ ủ bệnh thậm chí có thể kéo dài hàng chục năm. Trong cái nhóm lentivirus này thì nó có một cái nhóm là nó gây suy giảm miễn dịch ở người đó là virus HIV và có hai loại HIV 1 và 2 thế còn một loại là gây suy giảm miễn dịch ở động vật. Đối với lại cái virus HIV này thì về cấu trúc là nó sẽ có hình thể là hình cầu này và nhìn cái hình ảnh này thì các bạn cũng thấy là nó cũng sẽ hơi cấu trúc của nó cũng hơi đặc biệt hơn so với lại các cái virus khác mà chúng ta đã tự chúng ta đọc ấy. Thì thế là đây là một cái virus mà có chứa hai sợi RNA đơn này và kèm theo có các cái enzyme sao chép ngược này. Đấy là phần lõi axit nucleic. Đến tiếp theo đến phần vỏ capsid thì nó có các cái phân tử protein xếp thành hai vào hai lớp. Cái lớp bên trong là hình trụ. Đấy. Và lớp bên ngoài thì hình cầu. Tiếp theo là lớp vỏ bao ngoài. Ở cái lớp vỏ bao ngoài này thì nó sẽ có các cái glycoprotein hay là gọi là các cái phân tử protein có các cái trọng lượng phân tử khác nhau. Và người ta gọi đó là các cái kháng nguyên. Ở bên ngoài cùng này đó là các cái glycoprotein có trọng lượng phân tử 120 kilodalton mà người ta viết tắt là GP120. Thì cái GP120 này nó có ý nghĩa gì? Nó sẽ giúp cho virus bám lên trên bề mặt tế bào cảm thụ. Đây là một cái bước rất là quan trọng bởi vì bất kỳ một cái vi sinh vật nào khi muốn xâm nhập được vào cái tế bào đó thì bao giờ nó cũng phải bám được lên trên bề mặt tế bào nhờ cái kháng nguyên hay là cái thụ thể receptor. Thì đối với HIV thì đây là nó nhờ vào cái kháng nguyên GP120. Và cái kháng nguyên này thì nó có một cái đặc điểm là nó dễ thay đổi, dễ thay đổi. Và khi nó thay đổi thế thì nó có thể dẫn đến là nó tạo ra các cái típ HIV khác dẫn đến là nó sẽ làm cho cái việc sản xuất vaccine của chúng ta rất khó khăn. Bởi vì nó không có khả năng gây miễn dịch chéo giữa các cái típ với nhau nên là chúng ta sản xuất được vaccine để mà phòng bệnh nhưng mà chưa khi mà chưa sử dụng
chưa sử dụng được thì cái kháng nguyên này nó thay đổi thì là cái rằng vaccine nó sẽ không có tác dụng nữa. Tiếp theo là cái kháng nguyên GP41. Cái GP41 này thì nó sẽ nằm ở bên chui sâu ở bên trong cái vỏ bao ngoài và nó sẽ giúp cho virus là gì ạ? Sau khi bám được lên trên bề mặt tế bào rồi thì sẽ xâm nhập, giúp cho virus xâm nhập vào tế bào cảm thụ. Vai trò của cái từng cái loại kháng nguyên là như vậy. Đến lớp vỏ capsid thì chúng ta thấy có hai lớp và mỗi một lớp này thì nó sẽ chứa các cái protein có trọng lượng phân tử khác nhau. Và có lớp lớp ngoài thì là chứa các cái protein sắp xếp hình cầu. Và có trọng lượng phân tử là 17 kilodalton với HIV-1 và 18 kilodalton với lại HIV-2. Thế còn ở lớp trong thì có chứa cái kháng nguyên P24 sắp xếp theo kiểu hình trụ. Trong các cái kháng nguyên ở lớp ở lõi này này, ở lớp vỏ capsid này thì kháng nguyên P24 là kháng nguyên mà được dùng để chẩn đoán HIV. Tiếp theo là cái phần lõi. Phần lõi thì như cô vừa nói nó có hai cái sợi ARN. Đấy, thế thì cái quá trình nhân lên của virus HIV trong tế bào thì nó cũng giống như là các cái giai đoạn mà các bạn đã học ở cái phần vi sinh đại cương ấy. Thì là chúng ta đều thấy nó phải có các cái giai đoạn bám rồi xâm nhập tế bào cảm thụ này, sau đấy là gì ạ, giải phóng tổng hợp ra ADN rồi lại tích hợp cái ADN đó vào nhiễm sắc thể của tế bào trục để thực hiện cái quá trình tổng hợp các cái thành phần của virus, sau đó thì lại đến giai đoạn là lắp ráp để tạo ra một cái hạt virus hoàn chỉnh có khả năng gây nhiễm trùng và cuối cùng là giải phóng. Đấy là các cái giai đoạn thì nó cũng chung nhau thế thôi. Đối với lại HIV thì chúng ta lưu ý là cái tế bào đích để nó xâm nhập nó chính là các cái tế bào có chức năng bảo vệ cơ thể hay còn gọi là các cái tế bào miễn dịch, và nó có cái thụ thể bên ngoài đó là thụ thể CD4 cộng. Do vậy khi mà virus HIV nó xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ tác động đến những cái tế bào này và nó sẽ làm cho các cái tế bào này nó bị, một là bị có thể bị suy giảm chức năng này, hoặc là mất chức năng, không còn cái khả năng để bảo vệ cơ thể nữa. Và khi mà nó tác động đến các cái tế bào có chức năng miễn dịch và làm cho các cái tế bào này mất hoặc giảm chức năng đi thì đương nhiên là cái hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể sẽ bị suy giảm. Và khi mà hệ thống cơ thể bị suy giảm thì dẫn đến là gì ạ? Các cái tác nhân gây bệnh khác nó có thể xâm nhập vào. Chính vì vậy mà cái biểu hiện lâm sàng của HIV nó không phải là một cái bệnh cụ thể nào cả. Mà gì ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào các cái tác nhân gây bệnh mà xâm nhập được vào cơ thể. Dẫn đến là các cái hội chứng. Dẫn đến là nó xuất hiện các cái hội chứng ở trên lâm sàng. Đấy. Các cái hội chứng này có thể người ta hay gặp nhất là bệnh nhân bị lao phổi, bệnh nhân bị lao phổi, viêm phổi do lao, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm nấm ở ngoài da, nấm Candida albicans, hoặc là bệnh nhân bị nổi các cái mụn herpes ở xung quanh miệng, trên da, toàn thân. Rất là nhiều các cái triệu chứng mà người ta gọi đấy là hội chứng của AIDS, tức là cái giai đoạn cuối của nhiễm HIV. Thế còn thường ấy thì đối với HIV mà ở cái giai đoạn đầu, giai đoạn ủ bệnh thì gần như là chúng ta sẽ không biết được bệnh nhân bị đoạn, chỉ có chịu xét nghiệm ra thôi, chứ còn lâm sàng người ta không có biểu hiện triệu chứng. Đối với lại xét nghiệm để chẩn đoán HIV thì người ta cũng sử dụng hai cái nhóm xét nghiệm, một là nhóm xét nghiệm sàng lọc, tức là cái độ đặc hiệu của nó sẽ không cao bằng cái nhóm xét nghiệm thứ hai là các cái xét nghiệm về khẳng định. Tuy nhiên thì bao giờ người ta cũng làm sàng lọc trước, ví dụ như là các bạn đi hiến máu nhân đạo chẳng hạn thì trước đó người ta được lấy máu và làm cái test nhanh. Đấy, cái test nhanh thì cái test nhanh đấy cũng là một cái kỹ thuật miễn dịch mà có tác dụng là dùng để sàng lọc. Sau khi mà cái test nhanh đó mà dương tính chẳng hạn thì lúc đấy người ta sẽ chưa vội vàng người ta trả lời cho bệnh nhân mà người ta sẽ phải làm một cái xét nghiệm có cái độ đặc hiệu cao hơn. Đấy, đó là các cái kỹ thuật về miễn dịch
các cái kỹ thuật miễn dịch hồ hình quang hoặc là kỹ thuật miễn dịch phóng xạ vân vân vân, để người ta khẳng định. Khi mà cái xét nghiệm khẳng định này mà dương tính thì lúc đó chúng ta mới kết luận cho bệnh nhân. Thế còn trong cái nghiên cứu thì người ta có thể phát hiện các cái kháng nguyên như là kháng nguyên P24 hoặc là cái làm cái kỹ thuật sinh học phân tử để chẩn đoán. Nên đa phần là chúng ta bây giờ chúng ta hay sử dụng là các cái xét nghiệm về miễn dịch và xét nghiệm sinh học phân tử để chẩn đoán là chính. Về phòng bệnh và điều trị thì chúng ta đối với lại vaccine, đối với virus đặc biệt là HIV này thì chúng ta lưu ý là chúng ta chưa có vaccine để phòng bệnh, mà chủ yếu là gì ạ? Phòng không đặc hiệu dựa vào các cái đường lây của cái HIV. Và HIV thì có nhiều đường lây, là một trong những cái virus mà có nhiều đường lây truyền, ví dụ như qua đường máu này, tiêm truyền này, hoặc là qua quan hệ tình dục trực tiếp với người mà bị nhiễm HIV thì cũng có thể bị lây này, hoặc là truyền máu các cái sản phẩm mà có nhiễm HIV đấy, rồi hoặc là người mẹ mang thai và bị HIV thì cũng có một tỷ lệ nhất định là có thể làm lây nhiễm cho con. Thế chính vì vậy mà đối với lại truyền máu chẳng hạn, thì trước khi mà cái máu đấy được truyền cho bệnh nhân thì bao giờ người ta cũng làm rất nhiều bước để người ta sàng lọc và để xác định là cái máu đó không có mầm bệnh thì người ta mới truyền. Còn về điều trị thì chúng ta biết là đối với virus thì gần như là bây giờ chúng ta cũng chưa có các cái thuốc điều trị đặc hiệu đâu, mà chủ yếu chúng ta sử dụng các cái thuốc về ức chế miễn thuốc về ức chế miễn dịch thôi. Đấy. Một cái virus nữa cũng có khả năng gây nhiễm trùng ở đường sinh dục, đó là virus sinh u nhú ở người HPV. Các bạn có nghe thấy cái HPV được bao giờ không? Có nghe thấy không ạ? Được nghe nhiều ạ. Nghe nhiều. HPV thì nó gây bệnh ở đâu? Biểu hiện lâm sàng như thế nào? Khi mà nhắc đến HPV thì mình hay nghĩ đến là người ta sẽ liên tưởng là bệnh nhân bị bệnh gì ạ? Bệnh gan ạ. HPV cơ mà. Không phải là HB, HPV cơ mà. Papilloma virus này mà. Ung thư cổ tử cung ạ. Ờ đúng rồi, đúng ạ. Khi nhắc đến HPV là người ta sẽ nghĩ đến là người đó đã bị ung thư cổ tử cung. Nhưng thực tế thì cái virus này nó có rất nhiều típ, nó có đến hơn 100 típ. Do vậy là gì ạ? Nó chỉ có vài ba típ nó có liên quan đến ung thư cổ tử cung thôi. Còn chủ yếu là nó gây ra những cái tổn thương ở ngoài da hoặc niêm mạc, nhưng mà nó là lành tính đấy. Thế nhưng mà vì là người ta khi mà nhắc đến nó, người ta nghĩ đến là bị ung thư cổ tử cung, bởi vì là những cái ca mà có ung thư cổ tử cung thì khi mà người ta tìm mối liên quan với lại cái virus HPV này thì người ta đều thấy có sự có mặt của virus HPV. Tuy nhiên là nó ở những cái típ mà người ta gọi là có nguy cơ cao và thường hay gặp là cái típ 16, 18 thôi. Chứ còn lại là các cái típ khác đa phần là nó gây bệnh nhưng mà lành tính. Ví dụ như là sau này các bạn đi học sản chẳng hạn, các bạn thăm khám bệnh nhân nữ sản mà có các cái mụn sùi màu gà ngoài da ở vùng âm hộ, âm đạo. Nhưng mà thực tế nó chỉ là lành tính như HPV, nhưng là HPV ở các cái típ mà không gây ung thư cổ tử cung hay là cũng không đáng ngại. Đấy. Cái HPV này thì đấy, như cô vừa nói là nó có trên 100 típ và người ta chia ra thành hai nhóm nguy cơ cao và nguy cơ thấp. Tức là cái nhóm nguy cơ thấp thì không có khả năng gây ung thư cổ tử cung, nhưng mà tuy nhiên người ta cũng đã xác định được một vài ca bệnh có liên quan đến cái típ 16, típ 11 và típ 6. Còn lại thì cái đa phần là nó liên quan đến típ 16 và 18. Và đường lây nhiễm thì đây cũng là cái bệnh mà nó có khả năng lây qua đường tình dục. Về cái tế bào cảm thụ thì nó là các cái tế bào biểu mô da và niêm mạc sinh dục. Thế nên là các cái biểu hiện của nó thì như cô vừa nói, nếu mà nó gây các cái mụn, chúng ta vẫn nói là mụn cơm chẳng hạn đấy, ở da hay ở gan bàn chân ấy, thì đấy là bình thường lành tính. Hoặc là thăm khám một số các cái bệnh nhân nữ hoặc là nam mà có cái biểu hiện có các cái mụn ở vùng âm hộ, âm đạo hoặc là ở vùng dương vật ấy, thì đấy người ta gọi là các cái sùi màu gà.
thì nó cũng là những cái tổn thương lành tính. Tuy nhiên thì có hai cái tip mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là tức là khi mà bệnh nhân được xác định HPV rồi thì thường là trong đầu người ta sẽ phải đi tìm xem liệu cái HPV đấy nó là có phải là 16 hay 18 hay không, bởi vì thường hai cái tip 16 18 này thì nó mới gây ung thư cổ tử cung. Đấy, chúng ta lưu ý như thế. Thế còn ngoài ra thì nó là lành tính. Thế và chúng ta do vậy là chúng ta cứ nhớ là nhiễm HPV nhưng mà phải tùy theo, nó phụ thuộc vào cái tip ấy, chứ không phải là cứ nhiễm HPV là sẽ bị ung thư cổ tử cung. Đấy, đây là một số các cái tổn thương mà do HPV gây ra đây. Các người ta gọi là các cái tổn thương dưới dạng sùi, trông nó như là cái màu gà hoặc là trông nó như cái bông hoa màu gà thì người ta gọi là sùi màu gà. Đấy, ví dụ như là cổ tử cung này, nó sùi ra này. Đấy, hoặc là ở vùng âm hộ này. Đấy, các cái mụn, hoặc là nếu mà ai mà bị mụn cơm ở ngoài da, nó trông nó như những hạt cơm này, thì cái căn nguyên của nó cũng là đều là do cái virus HPV, thì nó là ở các cái típ lành tính. Thế thì đối với cái ung thư cổ tử cung ấy, thì thường nó có một cái mà chúng ta khó phát hiện ở cái giai đoạn đầu, bởi vì nó gần như không có triệu chứng, nó gần như không có triệu chứng. Thế nên là nếu mà để mà phát hiện sớm thì thường là rất khó phát hiện. Đấy. Thế thì khi mà ở cái giai đoạn này thì cái khả năng lây nhiễm của nó lại cao, nhưng mà chúng ta lại không phát hiện được. Đấy. Không không phát hiện được. Thế thì người ta mới khuyên, chính vì vậy bây giờ người ta mới khuyên là đối với lại phụ nữ mà nhất là ở trong cái độ tuổi có hoạt động tình dục rồi thì tốt nhất là 6 tháng là nên đi kiểm tra một lần về cái xét nghiệm gọi là tế bào phết âm đạo. Sau này khi mà tới này các bạn học về cái môn giải phẫu phụ bệnh ấy, đấy thì chúng ta sẽ thấy là có cái là học về cái xét nghiệm Pap ấy, tức là cái dùng để lấy cái tế bào âm đạo của tử cung, là cho đến người ta nhuộm xong người ta xác định xem là có bị tổn thương, có cái hình ảnh tổn thương mà nghĩ đến do HPV hay không. Cái này là cái sàng lọc ban đầu. Thế nếu mà có cái hình ảnh đó thì lúc đấy người ta sẽ cho lấy bệnh phẩm để tìm nguyên nhân xem là có phải là do HPV hay không. Đấy. Thì đấy là cái mà hiện nay là chúng ta muốn chẩn đoán sớm thì chỉ bằng cách để chúng ta khám sàng lọc của đấy. Đấy. Thì cái kỹ thuật này làm thì nó cũng đơn giản và nó cũng rẻ tiền. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta phát hiện thấy có sự bất thường của các cái tế bào biểu mô cổ tử cung thì lúc đấy người ta mới làm sinh học phân tử và enzyme PCR để chẩn đoán xem là có phải bị nhiễm HPV hay không. Thế rồi là nếu nhiễm HPV rồi thì lúc đấy người ta mới lại đi xác định xem là thế thì nó có phải là cái kiểu gen 16 hay 18 hay không, để xác định được cái căn nguyên có khả năng gây ra cái ung thư cổ tử cung. Thế về phòng bệnh thì đối với lại cái virus HPV này thì chúng ta sẽ phòng bằng vaccine, có vaccine để phòng. Và cái vaccine này hiện nay thì người ta cũng đang làm để có hai loại, một loại là người ta gọi là vaccine tái tổ hợp tứ giá, tức là phòng cho cả bốn cái típ mà có nguy cơ gây ung thư cổ tử cung như 6-11. Mặc dù 6-11 là nó thuộc cái nhóm là không gây ung thư cổ tử cung nhưng mà đã có một vài ca nó liên quan đến cái típ này. Do vậy là người ta cũng đã có cái vaccine để phòng bốn cái típ này. Thế còn một cái loại là phòng hai cái típ 16-18. Thì đấy là cái vaccine phòng đặc hiệu. Còn không đặc hiệu thì cũng vẫn là cái quan hệ tình dục an toàn, là cái mà ngăn ngừa được các cái bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục. Đấy. Thế và như cô vừa nói đấy là gì ạ? Dù có tiêm hay không tiêm thì chúng ta cũng phải tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung. Đấy. Bởi vì là khi mà bị nhiễm trùng cổ tử cung ấy, thì nó có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Trong đó có thể chúng ta có thể tìm được cái nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do HPV. Đấy thì thường cái xét nghiệm này thì làm nó dễ và đơn giản, nhưng chúng ta sẽ tư vấn để làm sao mà gì chúng ta có ý thức là 6 tháng sẽ kiểm tra một lần thì mới mong là phát hiện sớm được. Thế còn khi mà nó đã có biểu hiện viêm nhiễm rồi, xong rồi làm xét nghiệm HPV mà nó lại là dương tính rồi là 16, 18 thì thực ra lúc đấy chúng ta phát hiện nó không còn ở ra cái đoạn giai đoạn sớm nữa.
thì đấy là một số các cái vi khuẩn virus mà tôi giới thiệu với các bạn ở trong cái buổi này để các bạn biết được là đối với đường sinh dục thì nó có một số các cái vi khuẩn virus mà trên lâm sàng chúng ta có thể gặp. Những cái vi khuẩn virus mà cô giới thiệu đây thì rất hay gặp ở trên lâm sàng, đặc biệt là các cái vi khuẩn, mấy cái vi khuẩn như lậu, giang mai hoặc là cái chlamydia là rất là hay gặp. Đấy, cái phần trình bày của cô đến đây là hết. Không biết là các bạn có cái câu hỏi gì liên quan đến cái phần này không? Cả lớp có ai có câu hỏi gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì không các em? Thưa cô, em hỏi cô là virus HPV này á, thì nó có cái vaccine mình có đề phòng được, nhưng mà nó lại nên khuyến khuyến nghị mình là nên tiêm trong độ tuổi một độ tuổi nhất định ạ. Thì tại sao lại phải như vậy ạ? Thì thực ra là cái virus này nó lây chủ yếu là lây qua quan hệ tình dục, nên là thường là người ta khuyên là mình nên tiêm ở cái độ tuổi mà trước trước khi có hoạt động quan hệ tình dục để nó tạo ra được cái miễn dịch phòng chống khi mà chẳng may bị nhiễm. À, dạ vâng, em hiểu, em cảm ơn cô ạ. Còn câu hỏi gì nữa không? Các bạn đã học cái phần đại cương về miễn dịch rồi đấy, thì chúng ta biết là tất cả các cái vaccine để phòng bệnh thì bao giờ người ta cũng phải dùng trước khi mà bị cái bệnh đó đấy. Thế chúng ta muốn 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 có miễn dịch chứ, thì chúng ta phải dùng trước khi đó. Thì đối với lại một số các cái bệnh khác thì không nói, như riêng đối với HPV này thì nó chỉ lây nhiễm khi mà có cái hoạt động tình dục, tức là có quan hệ tình dục, và nếu quan hệ tình dục không an toàn thì có khả năng bị lây nhiễm cái HPV này, dẫn đến là chúng ta sẽ tiêm ví dụ như là ở cái độ tuổi mà chưa có hoạt động tình dục thì nên nên tiêm, nếu có điều kiện thì chúng ta nên tiêm để cơ thể có sẵn cái miễn dịch để phòng khi mà chẳng may mà bị nhiễm thì cơ thể đã có miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Còn ai có câu hỏi khác không ạ? Có ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nữa. Sau đấy là các thầy cô của bộ môn ký sinh trùng sẽ vào giảng nốt phần sau với các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Vâng. Ừ, thế nếu không có câu hỏi gì thì cô rời phòng học nhé. Các bạn cứ giữ nguyên cái phòng học này để lát nữa thì các thầy cô ở bộ môn ký sinh trùng sẽ vào. Cô chào các bạn nhé. Vâng, em chào cô ạ. Vâng, chào các bạn. Cô chào các bạn nha, các bạn có nghe được cô nói không? Dạ có ạ.
Cô ở bộ môn ký sinh trùng thì vừa rồi tiết trước là cô Nhung cô đã hướng dẫn giới thiệu với các bạn các cái vi khuẩn virus ký sinh gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục rồi, thì ở cái tiết này tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái ký sinh trùng gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục. Các bạn có nhìn được slide không ạ? Dạ có, nhưng mà nó hơi bé. Cô để như thế này các bạn đã nhìn được rõ hơn chưa? Được rồi ạ. Là mình bắt đầu luôn nhá. À, một số các loại ký sinh trùng mà ký sinh gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục hôm nay cô muốn giới thiệu với các bạn thì sẽ có hai loại. Một loại đó là trùng roi, nó sẽ thuộc loại đơn bào. Lớp trùng roi có tên khoa học là Trichomonas vaginalis, và một cái loại nữa nó là vi nấm có tên khoa học là Candida albicans. Đấy là hai cái loại ký sinh trùng mà nó ký sinh và nó sẽ gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục. Thì cô sẽ giới thiệu với các bạn về hai cái loại đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cái trùng roi trước. Trùng roi ký sinh ở đường tiết niệu sinh dục có tên nó là Trichomonas vaginalis. Đây các bạn đang quan sát cái hình ảnh của nó. Với cái trùng roi này thì chúng ta cũng sẽ lần lượt đi tìm hiểu các cái nội dung. Thứ nhất là về chúng ta sẽ xem cái đặc điểm về hình thể này, các cái đặc điểm sinh học của nó, rồi các cái đặc điểm về dịch tễ, và các bạn đưa các cái cách chẩn đoán cũng như là đưa ra cái nguyên tắc rồi điều trị cũng như nguyên tắc phòng bệnh đối với lại trùng roi này. Thì là cái điểm đầu tiên là chúng ta quan sát ở đây, đó là các bạn đang quan sát cái hình thể của loại trùng roi này ạ. Trên slide các bạn đang nhìn thấy đây là cái hình ảnh mô tả cái con trùng roi và vị trí ký sinh của nó thì là đường tiết niệu sinh dục. Thì về hình thể của cái con này thì các bạn đang quan sát đây ạ, nó sẽ có dạng hình bầu dục giống như là quả đào hoặc là quả lê. Đấy là về hình thái của nó này. Về cấu tạo thì các bạn sẽ thấy còn nó sẽ có những cái thành phần như sau. Thứ nhất là bên trong các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái hình bầu dục nhỏ phía bên trong, thì đây chính là phần nhân của nó, nhân của cái loại trùng roi này. Nhân của nó sẽ có dạng hình trứng này, và bên trong nhân thì sẽ có hạt nhân. Tuy nhiên thì đối với loại trùng roi này chúng ta nhìn cái phần hạt nhân là nó không được rõ lắm. Về kích thước của cái con trùng roi này thì nó rất là nhỏ. Các bạn muốn quan sát nó thì các bạn sẽ phải quan sát ở bật kính 10 trên kính hiển vi chúng ta mới nhìn được, bởi vì kích thước của nó nhỏ chỉ tính bằng micromet thôi. Chiều dài là khoảng từ 10 đến 25 micromet và chiều ngang là từ 7 đến 15 micromet. Cấu tạo nó sẽ có một cái nhân ở phía bên trong này, nhân hình trứng này ở 1 phần 3 trước thân này. Đây nếu cái thân này chúng ta chia ra 3 phần thì nó sẽ ở 1 phần 3 trước thân. Đấy là nhân. Ngoài ra các bạn sẽ quan sát thấy ở phía trên đầu của cái loại trùng roi này, cái con trùng roi này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có bốn cái roi tự do đi ra phía trước. Đây ạ, bốn cái roi tự do. Và ở giữa này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái đường chạy ở giữa thân, người ta gọi đây là trục sống thân. Nó đi đến phần cuối đuôi và trồi ra ngoài tạo thành một cái gai nhỏ. Ngoài ra nữa, một cái điểm đặc biệt nữa đối với loại trùng roi này đó là nó có một cái roi thứ năm ạ, đi sang phía bên cạnh thân của nó và tạo thành một cái màng vây ở đây, hay còn gọi là màng lượn sóng. Thì cái màng vây này nó chỉ đi từ đầu đến khoảng chiều dài 2 phần 3 thân thôi. Đấy, đây là cái màng lượn sóng của nó. Thì các bạn lưu ý á, lưu ý về cái màng này, nó chỉ đi đến 2 phần 3 chiều dài thân thôi. Nếu mà có loại trùng roi khác mà các bạn nhìn thấy, nó cũng sẽ có các cái roi và cái màng lợn sáng này. Nếu màng lợn sáng này là ngắn thì nó sẽ thuộc cái loại trùng roi khác mất rồi. Còn đối với trùng roi ký sinh ở đường tiết niệu sinh dục thì các bạn lưu ý cái màng vây này của nó, màng lợn sáng này nó chỉ đi đến 2 phần 3 chiều dài của thân. Đấy, đấy là hình thể của cái con trùng roi này. Thì các bạn lưu ý nó thuộc lớp trùng roi, thì nên bắt buộc trong phần cấu tạo của nó kiểu gì cũng sẽ có roi, bốn cái roi tự do đi ra phía trước này, một cái roi tạo thành cái màng vây ở bên cạnh.
hay là màng lợn sóng, và cái màng này nhớ là nó chỉ đi đến 2 phần 3 chiều dài của thân, có một nhân hình trứng ở bên trong. Đây các bạn quan sát thêm cái hình ảnh về các cái loại trùng roi này trên cái tiêu bản, đây là tiêu bản chúng ta nhuộm rồi, thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có dạng hình bầu dục này. Ở bên trong này các bạn sẽ thấy có một cái hình bầu dục nữa hoặc hình cầu đậm màu hơn, thì đấy chính là phần nhân của nó. Ngoài ra thì chúng ta thấy các cái roi này, các cái roi tự do ở đây, bốn cái roi tự do và một cái màng vây. Đây ở cái con ở phía đầu tiên này các bạn sẽ nhìn rõ cái phần màng vây của nó, màng lượn sóng hay là màng vây đây, và một cái trục sống thân. Đến cuối đuôi nó sẽ có một cái gai nhỏ đó. Đấy là về hình thể của trùng roi. Các bạn chờ cô một chút nha. Chúng ta tiếp tục nhé, đây là hình thể của cái loại trùng roi đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến một vài cái đặc điểm về sinh học. Thứ nhất là cái vị trí ký sinh. Thì ở cái vị trí ký sinh cái loại trùng roi này thì nó chỉ có một vật chủ duy nhất là người, và vị trí ký sinh của nó thì nó sẽ có khả năng ký sinh ở đường tiết niệu này, đường sinh dục này của cả nam và nữ giới. Mà đạo hoặc là được đường sinh dị của nó chủ yếu trong tiết đạo này là nếp nhăn niêm mạc của bộ phận sinh dục. Ngoài ra chúng ta có thể nó cũng khả năng là ở nó sinh chủ yếu của nó là niệu đạo, túi tinh, tuyến liệt. Trên niệu đạo sẽ là chủ yếu cái túi và tuyến tiền quang này, niệu quản này hoặc là bể thận, đấy là cái vị trí ký sinh của nó. Thì trong cái vị trí ký sinh nó có ký sinh ở tất cả các thế rất là nhiều nơi như vậy, tuy nhiên thì cái vị trí ký sinh chủ yếu nhất vẫn là ở âm đạo của người phụ nữ, và nó để đóng vai trò giống như là trong cái bệnh phụ khoa là cái vị trí ký sinh chủ yếu nhất vẫn là ở âm đạo người phụ nữ này. Cái đặc điểm tiếp theo đó là cái về cái môi trường nuôi, về môi trường sống của nó ưa sống ở cái môi trường mà có pH là từ 6 đến 6,5.
Thì ở cái môi trường thuận lợi như vậy thì các cái chùm roi này nó sẽ tăng cường cái hoạt động của nó lên. Cái kích thước của nó cũng sẽ lớn lớn hơn. Còn ở cái môi trường mà không thuận lợi, ví dụ như là cái môi trường của người phụ nữ khỏe mạnh ấy, môi trường âm đạo của người phụ nữ khỏe mạnh ấy, nó sẽ có pH là từ 3,8 đến 4,4. Thì ở cái môi trường như vậy thì các loại trùng roi này nó sẽ hoạt động yếu hơn và cái kích thước của nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, đấy là cái về cái môi trường sống của nó. Ngoài ra thì cái cách sinh sản của cái loại trùng roi này, nó sẽ sinh sản theo cái hình thức gọi là hình thức vô giới, bằng cách đó là nó sẽ phân đôi cơ thể theo chiều dọc. Như vậy thì cái số lượng nó trùng roi nó tạo ra cái số lượng rất là nhiều. Rồi thì cái sự phát triển của cái trùng roi này nó sẽ phụ thuộc vào chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Người ta thấy rằng ở những cái ngày trước ngày thấy kinh và sau ngày thấy kinh thì người ta thấy là người ta lấy cái dịch tiết âm đạo, người ta kiểm tra thì thấy rằng cái tỷ lệ trùng roi này nó rất là nhiều. Còn trong cái ngày rụng trứng ấy thì họ cũng lấy dịch tiết âm đạo để họ kiểm tra thì lại thấy là mật độ của cái trùng roi lúc này lại lại ít. Thế nên người ta thấy rằng cái sự phát triển của trùng roi nó sẽ phụ thuộc vào cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Và cái đối tượng mà gặp nhiều nhất đấy là cái đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì sẽ là cái đối tượng mà hay gặp trùng roi nhất. Còn đối với cái trẻ em chưa dậy thì hoặc là cái phụ nữ đã mãn kinh ấy, thì cái tỷ lệ gặp trùng roi nó sẽ ít hơn. Và khi mà ký sinh ý, thì các cái trùng roi này nó sẽ bám chặt vào niêm mạc và để không bị đào thải ra ngoài và nó sẽ cử động bằng các cái roi tự do đó. Còn đây là các bạn đang quan sát cái chu kỳ phát triển của trùng roi. Vì nó ký sinh ở đường tiết niệu sinh dục thì nên là nó sẽ lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua cái con đường đó là quan hệ tình dục một cách không an toàn. Và khi mà nó lây truyền như vậy thì nó sẽ cùng lúc đó nó sẽ tăng sinh cái số lượng lên bằng cách đó là chia đôi cơ thể. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái khung hình ở phía dưới người ta vẽ đấy. Đây là từ một cái con trùng roi bình thường nhé, nó sẽ chia đôi cơ thể ra để tạo thành cái số lượng cá thể mới. Và cái trùng roi này nó chỉ có một cái thể duy nhất, đó là thể hoạt động, tức là với thể này vừa là thể lây nhiễm và vừa là thể gây bệnh. Bình thường đối với các loại ký sinh trùng khác thì nó sẽ có cái quá trình phát triển hay còn gọi là cái vòng đời của nó, thì nó sẽ phải trải qua rất nhiều các cái giai đoạn khác nhau, từ cái giai đoạn là ấu trùng, giai đoạn trứng, giai đoạn ấu trùng đến giai đoạn trưởng thành. Thì cái hình thể nó sẽ thay đổi tùy theo giai đoạn, nhưng riêng đối với loại trùng roi này thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có một cái thể duy nhất, tức là nó sẽ có một cái hình thái duy nhất, đó là thể, người ta gọi đấy là thể hoạt động ở giai đoạn trưởng thành của nó đấy. Thì cái giai đoạn này vừa là cái giai đoạn nó có khả năng lây nhiễm sang người khác này và vừa là cái giai đoạn mà nó sẽ gây gây bệnh. Đấy, cái chu kỳ của nó sẽ thuộc cái kiểu chu kỳ đơn giản vì nó chỉ có một vật chủ duy nhất là người thôi. Thì cái cách lây nhiễm thì nó sẽ lây theo cái con đường quan hệ tình dục một cách không an toàn. Thì khi mà nó ký sinh ở đường tiết niệu sinh dục như vậy thì nó sẽ gây ra các cái tác hại ở đường tiết niệu và đường sinh dục, đúng không ạ? Ở cả nam và nữ thì nó sẽ gây ra cái tác hại, đó là nó sẽ gây viêm tại các cái vị trí mà nó ký sinh. Ở mức độ viêm hay nhẹ thì nó sẽ tùy thuộc vào vị trí ký sinh. Ở nữ giới thì thường là các cái triệu chứng viêm nó sẽ thể hiện nó rầm rộ và rõ ràng hơn so với nam giới. Nam giới thì các cái triệu chứng viêm nó sẽ thể hiện kín đáo hơn. Ở phụ nữ cái viêm mà chúng ta thấy hay gặp nhất đó là viêm âm đạo. Thì trong viêm âm đạo này nó sẽ có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là thể cấp tính. Thì lúc này các cái triệu chứng nó sẽ xuất hiện, đó là bệnh nhân sẽ có ra rất nhiều khí hư và khí hư lúc này thì sẽ có đặc điểm đó là màu vàng hoặc là màu xanh, kèm theo một cái dấu hiệu đặc trưng nữa đó là cái mùi hôi rất là nặng. Đấy, cái triệu chứng khi mà viêm âm đạo ở cái thể cấp tính đấy là khí hư ra rất nhiều và cái mùi hôi rất là nặng, kèm theo thì sẽ có đau và nóng rát vùng âm đạo. Nếu khám âm đạo thì sẽ thấy âm đạo đỏ tấy và có vết loét. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn cái bán cấp và mãn tính.
Ở giai đoạn bán cấp và mãn tính này thì triệu chứng thể hiện đó là khí hư ra rất là nhiều, tuy nhiên thì khí hư lúc này chỉ có màu trắng, có nhầy dính và có bọt. Bệnh nhân cảm giác rất là ngứa ngáy và khó chịu, khi khám thì thấy âm đạo xuất huyết và tấy đỏ. Đấy là cái viêm âm đạo, là cái tổn thương mà hay gặp nhất. Ngoài ra đối với phụ nữ thì nó sẽ có thể khả năng gây viêm ở các cái phần phụ khác nữa, như viêm lết cổ tử cung. Bệnh nhân có đau này, có ngứa này, khi khám thì thấy niêm mạc đỏ và viêm tấy. Hoặc là viêm phần phụ như là viêm buồng trứng này, viêm vòi trứng này, và kèm theo cái hiện tượng là gây ra rong kinh. Một cái biến chứng nữa có thể gặp do nhiễm trùng roi Trichomonas vaginalis này, đó là về biến chứng vô sinh. Thì có rất là nhiều các cái giải thuyết người ta đưa ra cái lý do vô sinh do trùng roi, tuy nhiên những cái giả thuyết mà được nhiều tác giả công nhận nhất hiện nay đấy là người ta cho rằng các cái trùng roi này, khi mà nhiễm trùng roi này thì nó sẽ tiết ra cái chất nhầy, và cái chất nhầy đấy nó sẽ tạo thành một cái nút bao bọc lấy phần cổ tử cung. Khi mà nó tạo thành cái nút bao bọc cái phần cổ tử cung đấy thì các bạn cứ hình dung là nó giống như là một cái màng ngăn lại. Thì khi mà có quá trình quan hệ tình dục có tinh trùng thì cái tinh trùng đấy nó sẽ không thể xâm nhập vào phía bên trong để xảy ra cái hiện tượng thụ thai được. Do vậy là nó sẽ gây ra cái biến chứng gọi là biến chứng vô sinh là như vậy. Thì đấy là những cái tổn thương ở phụ nữ. Còn đối với nam giới ạ, nam giới thì nó cũng sẽ gây viêm tại các cái vị trí nó ký sinh, và viêm niệu đạo là cái triệu chứng mà thường gặp nhất. Viêm niệu đạo thì sẽ có 3 thời kỳ. Thời kỳ cấp tính, bệnh nhân sẽ có cảm giác rất là ngứa ngáy và khó chịu, cảm giác nóng trong niệu đạo và tiết dịch rất là nhiều. Nó giống như là triệu chứng của một trường hợp bị nhiễm lậu, bị nhiễm vi khuẩn lậu. Ở cái thời kỳ thứ hai là cái thời kỳ bán cấp, thì ở cái thời kỳ bán cấp này cái triệu chứng của nó sẽ kín đáo hơn. Bệnh nhân chỉ có cảm giác hơi ngứa ở vùng niệu đạo, hơi ngứa ở niệu đạo và có giọt mủ buổi sáng ở lỗ niệu đạo. Tức là khi mà sáng ngủ dậy thường nó sẽ xuất hiện 1 đến 2 giọt mủ ở lỗ niệu đạo. Nếu mà không để ý kỹ thì có thể là chúng ta bỏ qua mất các cái triệu chứng này. Chỉ khi nào mà nó kéo dài nhiều quá thì lúc đấy thì người ta mới để ý đấy. Còn trong trường hợp mà mới thì rất ít khi người ta để ý, thì có thể là bị bỏ qua mất cái triệu chứng. Và thông thường đối với nam giới ấy, khi mà có bị viêm niệu đạo do trùng roi ấy, thì nó sẽ gặp vào cái thời kỳ bán cấp này là nhiều nhất. Nó sẽ chủ yếu là các cái triệu chứng xuất hiện ở cái thời kỳ bán cấp này, hoặc cái thời kỳ cấp tính thì nó lại ít gặp hơn. Cái thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ mãn tính. Ở thời kỳ mãn tính này thì các cái triệu chứng về ngứa ngáy khó chịu này, các cái triệu chứng về tiết dịch nó sẽ giảm đi hoặc là mất hẳn. Thi thoảng thì nó mới có đợt tái phát thôi. Đấy là về viêm niệu đạo do trùng roi ở nam giới. Thì nhớ là viêm niệu đạo cái triệu chứng nó sẽ thường kín đáo và nó sẽ rơi vào cái thời kỳ là thời kỳ bán cấp. Bệnh nhân chỉ có hơi ngứa này và có giọt mủ buổi sáng ở lỗ niệu đạo. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ gây viêm tại các cái vị trí ký sinh khác, ví dụ như viêm tiền liệt tuyến này. Bệnh nhân sẽ có cảm giác khó chịu, có đau tức. Và khi đấy thì chúng ta chụp X quang thì sẽ thấy niệu đạo có những cái hang nhỏ trong tuyến. Rồi thì gây viêm túi chứa tinh và viêm màu tinh. Và viêm túi chứa tinh và viêm màu tinh này thường thì nó sẽ xuất hiện sau một cái đợt gọi là viêm niệu đạo cấp tính, thì sẽ xuất hiện cái viêm túi tinh và viêm màu tinh. Rồi thì có thể gây ra viêm bàng quang, thì viêm bàng quang sẽ gặp ở cả nam và nữ. Các cái triệu chứng đó, khi viêm bàng quang thì sẽ là gây đi tiểu ra mủ này, bệnh nhân sẽ có đái buốt, và lúc này nếu chúng ta kiểm tra cái nước tiểu của bệnh nhân thì sẽ thấy có thể thấy ký sinh trùng trong nước tiểu. Và đấy là những cái tổn thương mà do trùng roi gây ra ở cả hai giới nam và nữ, ở tất cả các cái bộ phận mà nó ký sinh. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích đến cái yếu tố dịch tễ, các cái đặc điểm dịch tễ của bệnh nhiễm trùng roi này. Thì khi phân tích đặc điểm về dịch tễ thì các bạn sẽ xác định cho cô 4 yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất là xác định yếu tố về nguồn bệnh nguồn bệnh này. Yếu tố thứ hai là yếu tố về mầm bệnh, và yếu tố thứ ba là yếu tố về con đường lây. Yếu tố thứ tư là yếu tố về khối cảm thụ. Đấy, chúng ta sẽ xác định
bốn cái yếu tố này. Thì từ cái đặc điểm về dịch tễ này để sau đến cái đoạn đến cái phần phòng chống ấy, các bạn xác định được bốn yếu tố này rồi thì cái phần phòng chống các bạn sẽ đưa ra được những cái biện pháp nó cụ thể, nó chi tiết và nó phù hợp từng bệnh. Thứ nhất, yếu tố nguồn bệnh ở đây thì cái nguồn bệnh ở đây đó chính là người, bởi vì cái loại chúng tôi này thì các bạn biết rồi, nó chỉ có một vật chủ duy nhất là người thôi. Những cái loại ký sinh trùng khác đôi khi thì các bạn thấy là nó sẽ có cả vật chủ là các loài động vật nữa, đúng không ạ? Thì cái nguồn bệnh chính là cái đối tượng mà chứa các cái mầm bệnh. Thì mầm bệnh ở đây là chúng tôi, thì cái đối tượng mà chứa cái chủng roi đấy thì chỉ có người thôi, chỉ có người chứa cái chủng roi đường tiết niệu sinh dục này do bạn nữ. Tuy nhiên thì theo các bạn, ở đây có một câu hỏi đặt ra, đó là giới nam và giới nữ thì theo các bạn giới nào sẽ là cái nguồn bệnh nguy hiểm hơn trong cái bệnh nhiễm chủng roi này? Theo các bạn thì giới nam và giới nữ thì cái giới nào khi mà có trùng roi nó sẽ là cái yếu tố nguồn bệnh nguy hiểm? Thưa cô, là nam giới là nguồn bệnh nguy hiểm hơn ạ, vì ít biểu hiện triệu chứng bệnh. Rồi, cô cảm ơn bạn Ngọc Anh, đúng không ạ? Bạn Ngọc Anh đưa ra ý kiến đấy là nam giới sẽ là cái yếu tố nguồn bệnh nguy hiểm hơn cả. Điều đấy rất là đúng. Và cái lý do bạn ấy đưa ra cũng hoàn toàn chính xác, đó là các bạn biết rồi, triệu chứng ở nam giới thường thì nó rất là kín đáo. Nó chỉ có cái cảm giác gọi là hơi ngứa ở vùng niệu đạo thôi. Và chỉ có 1 đến 2 giọt mủ buổi xuất hiện vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy. Nếu mà không để ý kỹ thì sẽ hiếm, sẽ bị bỏ qua mất cái triệu chứng đấy. Và trong cái khoảng thời gian mà người ta bỏ qua cái triệu chứng đấy, nếu có quan hệ tình dục một cách không lành mạnh thì đấy đang là đi lây nhiễm cho người khác rồi. Đấy. Còn đối với nữ giới thì các cái triệu chứng bao giờ nó cũng rất là rầm rộ. Triệu chứng về viêm âm đạo nó rất là rầm rộ và khiến cho người ta phải đi khám và để điều trị. Thì trong cái lúc mà người ta khó chịu như vậy thì người ta cũng sẽ không muốn thực hiện cái việc quan hệ tình dục để làm lây nhiễm cái loại trùng roi này. Thì cái yếu tố về nam giới là yếu tố nguồn bệnh nguy hiểm hơn cả. Còn cái mầm bệnh ở đây thì mầm bệnh ở đây chính là trùng roi, và cái giai đoạn của nó là thể hoạt động, bởi vì nó chỉ có một duy nhất một thể thôi, thể hoạt động, vừa là cái thể lây nhiễm vừa là cái thể gây bệnh. Đối với các cái loại ký sinh trùng khác thì các bạn biết là nó còn có nhiều cái giai đoạn khác nhau, ví dụ như đối với các cái trùng roi đường tiêu hóa chẳng hạn, nó cũng có thể bào nang, cũng có thể hoạt động, nhưng mà cái thể lây nhiễm của nó lại là thể bào nang cơ, không phải thể hoạt động. Còn cái thể hoạt động là sau khi vào trong cơ thể rồi nó chuyển từ thể bào nang sang hoạt động, và cái thể hoạt động đấy tấn công vào lòng ruột, lúc này nó mới gọi đấy là thể gây bệnh. Thì còn ở cái loại trùng roi này, trùng roi đường tiết niệu sinh dục này, nó chỉ tồn tại duy nhất một thể là thể hoạt động, do vậy là đấy vừa là cái thể lây nhiễm cũng là vừa là cái thể gây bệnh. Lây nhiễm là lây sang cho người này sang cho người khác đấy, và khi vào trong cơ thể thì nó sẽ tấn công, đấy, nó sẽ gây viêm tại các cái vị trí nó ký sinh đấy, đấy gọi là gây bệnh. Thì nó chính là cái mầm bệnh ở đây chính là thể hoạt động. Về cái con đường lây ạ, với cái con đường lây thì các bạn biết rồi, nó sẽ có lây qua quan hệ tình dục một cách không lành mạnh hay là không an toàn đấy, thì sẽ có thể khả năng lây nhiễm loại chúng tôi này từ người này sang người khác. Ngoài cái con đường lây trực tiếp đấy ra thì các bạn còn có thể thấy là cái loại chúng tôi này nó sẽ lây theo cái con đường gián tiếp nữa, tức là nếu mà chúng ta sử dụng chung các cái đồ dùng vật dụng cá nhân, ví dụ như là quần áo này, khăn lau này, rồi sử dụng chung cái nguồn nước, tức là dùng cái nước chung nhau ấy, thì cũng có khả năng lây nhiễm. Hoặc là cái bể bơi, bể tắm, nếu chúng ta sử dụng cái nước tắm chung đấy cũng có khả năng lây nhiễm. Hoặc là trong cái bể bơi chẳng hạn, thì trong cái bể bơi đấy thì khi mà các bạn đi bơi, các bạn biết rồi, mùa hè các bạn đi bơi thì chúng ta biết là cái bể bơi đấy có rất là nhiều người, đúng không ạ? Thì trong đấy chúng ta không biết được là ai có trùng roi hay không có trùng roi. Giả sử trong cái bể bơi đấy có một người nhiễm trùng roi thì có khả năng là cả cái nguồn nước đấy cũng sẽ có trùng roi, thì vô tình nó sẽ xâm nhập vào người khác. Đấy gọi là cái con đường lây gián tiếp là như vậy. Hoặc là cho có một cái sơ suất của cán bộ y tế trong cái việc là thăm khám ở cái bộ phận sinh dục. Chúng ta sử dụng các cái dụng cụ thăm khám, nếu mà chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì
thăm từ người này xong đó là khám cho người khác nữa, thì nếu mà cái người trước đấy có trùng roi thì cũng sẽ bị lây nhiễm sang cho người sau. Thì đấy là gọi là sơ suất trong trong thăm và khám các cái thủ thuật ở bộ phận đường sinh dục, là về cái con đường lây. Còn cái khối cảm thụ ở đây thì nó sẽ là tất cả mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm cái trùng roi này, trẻ em cũng sẽ có nguy cơ, người lớn cũng sẽ có nguy cơ. Tuy nhiên thì cái nhóm đối tượng mà có nguy cơ cao ấy là nhóm cái đối tượng là những cái người mà trưởng thành đã có quan hệ tình dục thì sẽ có cái nguy cơ nhiễm cao hơn so với các cái đối tượng khác. Trẻ em chưa đến tuổi dậy thì hoặc là phụ nữ đã mang kinh thì sẽ ít hơn. Còn trong cái độ tuổi trưởng thành đã có quan hệ tình dục thì là nhóm cao rồi. Trong cái nhóm đấy, cái nhóm mà có nguy cơ cao nhất đấy là những cái nhóm mà có quan hệ tình dục thường xuyên và không đảm bảo an toàn, ví dụ như là gái mại dâm chẳng hạn. Thì cái nhóm đấy lại là cái nhóm mà có nguy cơ cao hơn cả. Đấy, chúng ta chia nhỏ ra nhé. Người lớn này, trẻ em đều có nguy cơ như nhau này. Trẻ em chưa dậy thì và người lớn đã mãn kinh thì cái nguy cơ nó sẽ ít hơn. Còn cái người trưởng thành trong độ tuổi sinh đẻ, cả nam và nữ đều có nguy cơ bị nhiễm và cái nguy cơ nó sẽ ở mức cao hơn một chút. Trong cái đối tượng là cả nam và nữ ở độ tuổi lớn tuổi trưởng thành đó thì những cái người thường xuyên quan hệ tình dục và quan hệ tình dục không lành mạnh hoặc là có cái nghề nghiệp ví dụ như là cái mại dâm chẳng hạn thì cái nhóm đấy lại là nhóm có nguy cơ cao nhất. Đấy là về các cái đặc điểm về dịch tễ, nó đã xác định về yếu tố nguồn bệnh rồi này, yếu tố về mầm bệnh này, về cái con đường lây này và ai sẽ là người có khả năng bị lây nhiễm. Thì từ những cái yếu tố như này, lát nữa các bạn sẽ đưa ra được những cái biện pháp nó cụ thể và chi tiết, có hiệu quả trong các cái việc trong cái việc mà chúng ta phòng phòng cái bệnh cho chúng tôi này. Về phân bố thì ở đây có một vài cái đặc điểm về phân bố đối với bệnh do trùng roi này. Về phân bố của nó thì nó phân bố rất là rộng rãi trên thế giới, trên toàn thế giới và nó có tính chất toàn cầu. Cái tỷ lệ nhiễm bệnh ấy, nó sẽ thay đổi tùy từng nơi, tùy từng khu vực và nó phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất là nhóm dân tộc này, thứ hai là cái điều kiện vệ sinh của phụ nữ này, thứ ba là cái việc mà quan hệ tình dục và thứ tư là cái nạn mại dâm. Đấy, những cái yếu tố này nó sẽ làm cho cái tỷ lệ bệnh ở từng nơi từng khu vực nó thay đổi, nó chênh lệch nhau. Ở trên thế giới người ta thấy rằng có khoảng 170 triệu người bị nhiễm trùng roi Trichomonas vaginalis này. Còn ở Việt Nam cái tỷ lệ nhiễm này cũng khá là cao. Ở Việt Nam người ta thống kê được rằng ở phụ nữ cái tỷ lệ nhiễm trùng roi là khoảng 10%. Và cái phụ nữ mà làm cái nghề mại dâm ấy thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn hẳn gấp 2 đến gấp nhiều lần. Từ 30 đến 60% tùy từng địa phương. Và có một cái nghiên cứu ở cái nhóm đối tượng này, nhóm đối tượng là phụ nữ làm nghề mại dâm này thì cái tỷ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cái tỷ lệ nhiễm trùng roi nó cực kỳ cao, 84%, rất là cao. Còn ở nam giới bị bệnh nhiễm trùng roi này ạ, thường thì sẽ là bị nhiễm trùng roi khi mà có vợ bị trùng roi. Thường là nam giới sẽ bị bệnh khi mà có quan hệ tình dục với vợ bị trùng roi. Và người ta cũng có một cái nghiên cứu, người ta thống kê được rằng nam giới có tỷ lệ nhiễm trùng roi này là khoảng 29,7%. Đấy là những cái nam giới mà đã có gia đình và trong đấy thì vợ là bị nhiễm trùng roi thì cái tỷ lệ nhiễm này nó cũng là khá là cao. Đấy là những cái đặc điểm về dịch tễ. Sau khi mà chúng ta phân tích các yếu tố về dịch tễ rồi thì đến cái việc chẩn đoán. Để mà chẩn đoán được một trường hợp nhiễm trùng roi thì theo các bạn sẽ dựa vào những yếu tố nào để chúng ta chẩn đoán xem là cái người đấy có nhiễm trùng roi hay không. Muốn chẩn đoán được xem là một cái trường hợp có bị nhiễm trùng roi hay không thì chúng ta làm thế nào, hay là chúng ta sẽ căn cứ vào những cái yếu tố nào? Theo các bạn thì các bạn sẽ dựa vào yếu tố nào đây? Cô và bạn Trương Thủy Giang này.
Dạ. Cô nghe thì em nói không ạ? Có, cô đi nghe được. Muốn để chẩn đoán trùng roi ạ. Thì thì nếu nếu mà ở nữ giới thì làm xét nghiệm trực tiếp ạ. Soi tươi chất nhảy ở cùng đồ ở âm đạo trong nước muối sinh lý hoặc cấy chất tiết âm đạo vào vào môi trường nuôi cấy. Còn ở nam giới thì có thể tìm tìm trong giọt mủ buổi sáng hoặc tìm trong cặn nước tiểu sau khi đi tâm. Xoa tuyến tiền liệt cho chất nhờn rỉ ra và lấy xét nghiệm tìm con tìm 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 cái con ký sinh trùng đấy ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Thủy Giang. Tức là bạn Thủy Giang là dựa vào các cái xét nghiệm đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải dựa vào cái xét nghiệm rồi. Tuy nhiên thì chúng ta còn có khả năng dựa vào các cái đặc điểm về lâm sàng nữa. Các bạn thấy rồi, cái đặc điểm về lâm sàng, cái triệu chứng lâm sàng trong các cái viêm ở âm đạo hoặc là niệu đạo do trùng roi thì nó rất là thể hiện, nó rất là rõ ràng đấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng đấy thì các bạn lại cần phải lưu ý cho cô một điểm nữa, đó là chúng ta cần phải phân biệt với cái trường hợp là viêm âm đạo do một số những cái nguyên nhân khác, ví dụ như do nấm chẳng hạn này, hoặc là do vi khuẩn lậu này, hoặc là do chlamydia đấy, chúng ta lại cần phải phân biệt. Ở đây chúng ta có cái ở cái slide này thì các bạn đang nhìn thấy đây có một cái bảng gọi là chúng ta phân biệt giữa trường hợp viêm âm đạo do nhiều nguyên nhân khác nhau, viêm âm đạo do trùng roi thì chúng ta biết là cái triệu chứng nó biết điển hình này, bệnh nhân ra rất nhiều khí hư này và khí hư có màu vàng hoặc là màu xanh, và đặc biệt nữa là cái phải việc nó có mùi, cái mùi hôi của nó rất là đặc trưng đấy. Đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta dựa vào để chúng ta giúp chúng ta định hướng trong việc chẩn đoán. Mà khi khám âm đạo thì sẽ thấy âm đạo đỏ tấy, có vết loét hoặc là nóng rát. Còn đối với trường hợp là viêm âm đạo do nấm Candida chẳng hạn thì cái triệu chứng này nó sẽ khác đi, bệnh nhân cũng sẽ ra khí hư, tuy nhiên thì lượng khí hư nó sẽ ít hơn so với nhiễm trùng roi này. Bệnh nhân sẽ có cảm giác ngứa nhiều hơn, cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Khám âm đạo thì thấy đỏ thẫm. Còn trường hợp mà viêm âm đạo do vi khuẩn lậu thì cái lúc này các triệu chứng về khí hư thì nó cũng ra rất là nhiều, tuy nhiên thì đặc điểm khí hư ở đây lại là có màu trắng hoặc là màu xanh, khí hư đặc, tuy nhiên thì nó sẽ không có mùi giống như là của viêm âm đạo do trùng roi đấy. Rồi thì đối với cái viêm âm đạo do chlamydia này thì nó sẽ dễ phân rõ ràng phân biệt hơn, bởi vì cái lứa tuổi gặp phải cái viêm âm đạo do chlamydia thường là những cái phụ nữ mà đã mãn kinh rồi, hoặc những phụ nữ mà đã mãn kinh rồi thì lại ít khi bị âm đạo do trùng roi đấy. Đấy là khi lưu ý khi mà chúng ta dựa vào các triệu chứng lâm sàng để gợi ý chẩn đoán thì các bạn lưu ý với một vài cái trường hợp về viêm âm đạo do các cái nguyên nhân khác nữa. Còn để mà chẩn đoán một cách chính xác nhất thì chúng ta sẽ làm các cái xét nghiệm, và giống như là bạn Giang bạn ấy vừa nói, chúng ta sẽ làm các cái xét nghiệm để tìm cái hình thể của cái trục con trùng roi này. Khi mà chúng ta xác định được cái hình thể của con trùng roi này thì các bạn chẩn đoán chính xác là người này có nhiễm trùng roi hay không. Thì các cái kỹ thuật xét nghiệm ở đây các bạn sẽ có ba kỹ thuật xét nghiệm. Kỹ thuật thứ nhất đó là cái kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp, tức là chúng ta soi tươi đấy. Cái thứ hai là chúng ta có thể nhuộm tiêu bản và sau đó các bạn sẽ quan sát hình thể. Cái thứ ba là chúng ta thực hiện nuôi cấy. Thì ở cái kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp này, tức là chúng ta sẽ lấy dịch tiết ở bộ phận sinh dục này. Ở nữ giới thì các bạn sẽ lấy dịch âm đạo này, ở nam giới thì chúng ta sẽ lấy dịch niệu đạo. Đấy. Chúng ta sẽ lấy dịch tiết ở cái vùng đó bằng cách là các bạn sẽ sử dụng các cái tăm bông vô khuẩn, người ta có bán sẵn trên thị trường cái tăm bông đấy. Các bạn lấy cái phần dịch ở âm đạo này, rồi chúng ta hòa vào cái giọt dung dịch nước muối sinh lý 9 phần nghìn. Sau đó thì các bạn sẽ nhỏ cái phần dung dịch mà chúng ta vừa hòa đấy lên một cái lam kính. Các bạn đặt cái lam kính lên kính hiển vi, sau đó là các bạn sẽ tìm trong cái giọt dung dịch đấy xem có hình thể của trùng roi hay không. Nếu có hình thể của trùng roi thì các bạn chẩn đoán chắc chắn đấy là nhiễm trùng roi.
Ở nam giới thì cái việc mà chúng ta lấy bệnh phẩm nó sẽ hơi hơi khó khăn hơn một chút, bởi vì nam giới thường là nó sẽ ở cái tình trạng gọi là bán cấp nhiều hơn, một vài giọt dịch vào buổi sáng thôi. Còn nếu mà khi mà chúng ta đến khám với chúng ta rồi thì các bạn sẽ phải nặn niệu đạo để lấy được một cái hai giọt dịch đấy. Sau đó là chúng ta cũng lấy cái dịch đấy hòa vào cái giọt dung dịch nước muối sinh lý và chúng ta cũng nhỏ lên lam tính và các bạn quan sát về kính hiển vi. Còn trong cái trường hợp mà bị viêm ở đường tiết niệu ấy, chúng ta gây viêm đường tiết niệu ấy, thì lúc này chúng ta có thể lấy nước tiểu. Chúng ta lấy nước tiểu này, các bạn ly tâm nước tiểu đó lấy cặn. Và chúng ta hòa cái cặn nước tiểu đó vào dung dịch nước muối sinh lý rồi chúng ta cũng sẽ quan sát trên trên kính hiển vi. Thì đấy người ta gọi là kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp hay là soi tươi đấy. Hoặc là đối với trường hợp mà viêm âm đạo viêm viêm đường tiết niệu ấy, thì các bạn có thể để bệnh nhân đi đi tiểu vào từng cái cốc nhỏ. Thì nếu mà có bệnh ấy, thì cái nước tiểu đấy thường là nó sẽ có những cái vẩn đục giống như là bông, thì chúng ta cũng lấy cái vẩn đục đó và phết lên lam kính và sau đó là các bạn cũng sẽ quan sát để tìm cái thể hoạt động của chúng roi đấy. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành nhuộm tiêu bản. Mục đích cái nhuộm tiêu bản này là chúng ta sẽ làm cái nhuộm màu của cái con trùng roi đấy để chúng ta quan sát nó rõ ràng hơn. Cái trên cái tiêu bản soi tươi thì nó sẽ không có màu, nó sẽ là cái màu trắng của cái dịch dịch tiết ấy. Thì cái dịch tiết đấy các bạn biết là nó sẽ có cái, tức là cái màu nó rất là nhạt màu. Thì trong những cái trường hợp mà chúng ta khó quan sát thì các bạn có thể nhuộm tiêu bản. Thì chúng ta nhuộm màu của cái con trùng roi đấy lên thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát hơn, quan sát về hình thể, về cái cấu tạo của nó nữa. Thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn được các cái thành phần cấu tạo, lúc đấy chúng ta sẽ xác định nó dễ dàng hơn. Thì nhuộm tiêu bản ở đây thì các bạn sẽ có hai cái loại nhuộm. Các bạn có thể nhuộm hematoxylin và nhuộm diêm xa hay là nhuộm gram. Đấy, nó chỉ khác nhau với cái thuốc nhuộm thôi. Và cái bước nhuộm thì thứ nhất là các bạn cũng lấy dịch tiết này, chúng ta phết lên lam kính này. Sau đó là các bạn sẽ phải, trước khi nhuộm thì các bạn sẽ có một cái bước gọi là bước cố định. Thì tùy từng cái loại thuốc nhuộm mà nó sẽ có cái dung dịch cố định khác nhau. Ví dụ như nhuộm hematoxylin này thì sau các bạn sẽ cố định cho cô bằng cái dung dịch Chaudin. Còn nhuộm diêm xa và nhuộm gram thì chúng ta sẽ cố định bằng cồn ete. Thì các bạn sẽ nhỏ cái dung dịch cố định đấy phủ kín cái phần bệnh phẩm mà các bạn phết lên lam kính ấy. Các bạn sẽ nhỏ cái dung dịch cố định phủ kín để mục đích là chúng ta cố định lại cái tiêu bản đấy, cố định lại cái phần bệnh phẩm đấy. Nếu mà chúng ta không cố định mà chúng ta chỉ nhuộm không thì trong cái quá trình mà chúng ta nhỏ thuốc nhuộm lên như vậy thì sau đó là chúng ta sẽ có rửa đi thì nó sẽ bị trôi mất cái phần bệnh phẩm. Thì là các bạn sẽ phải cố định đấy. Cố định khi mà nhuộm hematoxylin là chúng ta cố định bằng dung dịch Chaudin, còn nhuộm diêm xa hay là nhuộm gram thì các bạn sẽ cố định bằng cồn ete. Sau khi mà đã cố định xong rồi, các bạn nhỏ dung dịch cố định lên và chờ nó khô, chờ một vài phút để nó khô đi. Thì các bạn sẽ tiếp tục nhỏ lên đấy cái dung dịch nhuộm, nhỏ lên đấy dung dịch hematoxylin này, hoặc là nhỏ dung dịch diêm xa hay là dung dịch gram. Rồi các bạn sẽ tiến hành chờ thời gian để nó nhuộm màu, sau đó là chúng ta rửa qua đi. Rồi các bạn sẽ đưa lên kính hiển vi để chúng ta quan sát. Chúng ta cũng sẽ khảo sát dưới kính hiển vi và tìm cái thể hoạt động của trùng roi này. Ở cái tiêu bản trực tiếp ấy, xét nghiệm trực tiếp khi mà các bạn quan sát ấy, thì các bạn có thể quan sát được cái trùng roi mà nó di chuyển. Đấy, nếu mà nó di động thì các bạn sẽ có thể quan sát được các cái roi của nó chuyển động. Còn là cái tiêu bản nhuộm này thì chúng ta đã cố định rồi thì nên là các bạn sẽ không nhìn được các cái roi nó di chuyển nữa đâu. Cái cách thứ ba là chúng ta sẽ nuôi cấy. Cái mục đích của cái nuôi cấy này là trong cái trường hợp mà các bạn thấy xét nghiệm soi tươi số lượng của chúng tôi nó rất là ít, chúng ta khó khó chẩn đoán được thì các bạn sẽ đem đi nuôi cấy để mục đích là để tăng sinh cái số lượng lên, hoặc là trong cái trường hợp mà chúng ta muốn theo dõi cái kết quả điều trị thì các bạn cũng sẽ thực hiện cái kỹ thuật nuôi cấy này. Các bạn sẽ nuôi cấy trên các cái môi trường nuôi cấy để ví dụ như để xem cái kết quả điều trị có khả quan hay không. Đấy, ban đầu thì các bạn sẽ nuôi cấy này thì thấy số lượng trùng roi nó rất là nhiều đúng không ạ? Sau khoảng 2 đến 3 ngày các bạn điều trị bằng thuốc rồi thì lúc này các bạn lại nuôi cấy lại một lần nữa, nếu thấy số lượng trùng roi nó ít đi thì chứng tỏ là cái điều trị của chúng ta đang có hiệu quả. Thì đấy là các cái chẩn đoán, cái cách, các cái kỹ thuật để giúp chúng ta chẩn đoán một trường hợp có bị nhiễm trùng roi hay không. Thì trong cái kỹ thuật này thì cái kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp là cái kỹ thuật mà chúng ta vẫn thường sử dụng nhất với
bởi vì cái kỹ thuật đó, cái cách tiến hành nó rất là dễ dàng, dễ thực hiện, và cái thời gian cho cái kết quả xét nghiệm nó cũng rất là nhanh chóng. Nuôi cấy thì sẽ rất mất nhiều thời gian. Đấy, sau khi mà đã chẩn đoán được rồi thì các bạn sẽ tiến hành điều trị. Ở đây điều trị thì sẽ đưa ra cái nguyên tắc điều trị trong cái bệnh do trùng roi này, nó sẽ có ba cái nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất là các bạn sẽ phải vệ sinh cái bộ phận sinh dục thường xuyên. Tại vì cái trùng roi này nó liên quan đến việc cái vệ sinh ấy, cái điều kiện vệ sinh ấy, thì để mà có thể điều trị được thì chúng ta sẽ vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên, nó là một trong những cái biện pháp giúp chúng ta loại bỏ được cái trùng roi. Cái thứ hai, cái nguyên tắc thứ hai đó là khi mà đã điều trị thì không những điều trị cho người bị bệnh mà phải điều trị cho cả bạn tình của người đấy nữa. Ví dụ như vợ bị bệnh thì phải điều trị cho cả chồng, hoặc là chồng bị thì sẽ phải điều trị lại cho cả vợ nữa, và điều trị cho cả nam và nữ. Đấy. Nhớ là không chỉ điều trị riêng cho cái người đến khám mà chúng ta còn phải điều trị cho cả bạn tình của những cái người đấy nữa, để tránh cho cái việc lây lan, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ điều trị cho một người thôi thì cái người còn lại thì trong cái quá trình trước đấy thì đã có quan hệ tình dục thì cũng có khả năng lây nhiễm sang rồi, thì cái người bạn tình kia đang có trùng roi trong cơ thể rồi, thì sau khi mà cái người này điều trị khỏi rồi mà lại vẫn có quan hệ tình dục nữa thì nó cũng có khả năng bị lây lại. Đấy, đấy là cái nguyên tắc thứ hai khi điều trị cho cả nam và nữ, của cả vợ lẫn chồng. Và trong cái quá trình điều trị như vậy thì chúng ta không được quan hệ tình dục. Cái nguyên tắc thứ ba ở đây, ngoài cái việc là chúng ta sử dụng thuốc để diệt cái trùng roi này, diệt Trichomonas vaginalis này, thì các bạn cần phải phối hợp thêm các cái thuốc về kháng sinh để chúng ta diệt vi khuẩn, và cái thuốc kháng nấm để diệt cái nấm men Candida albicans. Người ta cho rằng cái nấm men Candida này và cái trùng roi này nó giống như là cái đôi bạn đồng hành cùng với nhau, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Khi có viêm âm đạo do trùng roi thì sẽ có kèm theo cả nấm Candida nữa. Thế nên là trường hợp đấy thì nếu mà chúng ta chỉ diệt mỗi trùng roi không ấy, thì các bạn sẽ không thấy hết được cái triệu chứng viêm, bởi vì vẫn còn nấm men Candida ở đó. Nấm men này thì nó cũng có khả năng gây gây viêm âm đạo. Thế nên khi là chúng ta sử dụng thuốc diệt trùng roi thì các bạn phối hợp thêm các cái thuốc khác về diệt vi khuẩn cũng như là diệt nấm men. Đấy là về nguyên tắc. Còn cái thuốc điều trị ở đây thì cô chỉ giới thiệu với các bạn các cái loại thuốc mà chúng ta đang sử dụng để điều trị các cái loại trùng roi này thôi. Còn về chi tiết hơn thì sau này các bạn sẽ được học kỹ hơn. Ở cái ký sinh trùng chỉ gọi là giới thiệu với các bạn qua thôi. Thuốc điều trị thì sẽ có hai dạng, một là các bạn sẽ dùng theo đường uống và một cái là các bạn sẽ dùng theo cái đường đặt tại chỗ. Thì thuốc uống thì chúng ta có thể sử dụng tinidazole này, hoặc là onidazole, hoặc là metronidazole. Còn cái dạng đặt tại chỗ thì nó sẽ rất là có giá trị đối với những cái người phụ nữ mà bị trùng roi, thì chúng ta có thuốc đó là metronidazole, nó sẽ có dạng viên đạn để chúng ta sẽ đặt ở âm đạo. Thì là về thuốc điều trị. Còn về phòng bệnh ở đây thì về nguyên tắc phòng bệnh chúng ta sẽ có ba nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất là các bạn sẽ phải tác động vào yếu tố nguồn bệnh. Chúng ta xác định nguồn bệnh ở đây là gì thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để tác động vào cái yếu tố đó. Rồi thì cái biện pháp về vệ sinh cá nhân này, và cái nguyên tắc thứ ba đó là việc quan hệ tình dục một cách lành mạnh, thì dựa vào ba cái nguyên tắc này các bạn hãy đưa ra cho cô những cái biện pháp để chúng ta có thể tự phòng nhiễm trùng roi cho cá nhân mình và cho cả cộng đồng. Trước hết là cho cá nhân đã, chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể tự phòng bệnh cho cá nhân mình đấy. Nào, có bạn nào có ý kiến không ạ? Cô mời bạn Nguyễn Thị Hà Trinh nào. Em thưa cô ạ. Em thưa cô là dựa vào nguyên tắc tác động vào nguồn bệnh thì mình sẽ điều trị cho người bệnh ạ.
Rồi chúng ta sẽ điều trị cho những người bị trùng roi này. Vệ sinh cá nhân thì sẽ không dùng chung khăn xô chậu với những người bị bệnh. Vệ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên và quan hệ tình dục thì lành mạnh ạ. Như thế nào thì được con gọi là quan hệ tình dục một cách lành mạnh? Em và cô quan hệ tình dục lành mạnh là sử dụng những biện pháp khi khi quan hệ như là sử dụng bao cao su quan hệ một vợ một chồng. Hết chưa? Dạ, chắc là hết rồi ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Hà Trinh. Đấy là những cái yếu tố, những cái biện pháp mà bạn Hà Trinh đưa ra để tự bảo vệ cá nhân ấy, tương đối là đầy đủ và chính xác rồi, đúng không ạ? Chúng ta muốn tự phòng cho cá nhân mình thì cái việc đầu tiên đấy là việc vệ sinh cá nhân, nó rất là quan trọng. Đã biết rồi cái con đường lây nhiễm ngoài cái con đường là quan hệ trực tiếp ra, quan hệ tình dục ra, thì chúng ta thấy là cái việc mà sử dụng chung các cái đồ dùng cá nhân ấy, về quần áo rồi xô chậu hay là nguồn nước đấy, thì nó sẽ, nó là một trong những yếu tố nguy cơ. Thì cái bản thân chúng ta khi mà muốn phòng bệnh thì cái việc đấy là chúng ta sẽ phải làm đầu tiên, đúng không ạ? Đấy. Vệ sinh các cái bộ phận sinh dục thường xuyên này, đặc biệt là phụ nữ thì nhất là những cái ngày có kinh, trước và sau ngày có kinh thì cái tỷ lệ trùng roi nó sẽ tăng lên. Thế do vậy là chúng ta cần phải vệ sinh những cái ngày đấy, thì chúng ta sẽ nên vệ sinh nhiều hơn, vệ sinh sạch sẽ hơn. Rồi thì cái việc mà quan hệ tình dục đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện các cái biện pháp là giống như là chúng ta, giống như bạn vừa trình bày đấy, sử dụng cái bao cao su này, rồi thì thể hiện cái quan hệ một vợ một chồng thôi đấy. Rồi trong cái lúc quan hệ thì nên, sau khi quan hệ thì nên vệ sinh cái bộ phận sinh dục. Đấy là một số những cái biện pháp cá nhân. Còn để mà phòng cho cả một cộng đồng thì các cái biện pháp nó sẽ phải rộng rãi hơn. Đây, một số cái biện pháp về phòng chống trong cộng đồng đây. Thứ nhất là chúng ta phải phát hiện và điều trị cho những người bị bệnh, đúng không ạ? Những người bị trùng roi. Phụ nữ thì dễ rồi. Còn khó khăn hơn là đối với nam giới. Nam giới thì người ta ít ít khi đến khám, bởi vì khi khám thăm khám các cái bệnh ở đường tình dục, đường cơ quan sinh dục ấy, thường thì nó sẽ gây ra một cái tâm lý e ngại, thế nên là rất là khó khăn trong cái việc phát hiện. Thế thì chúng ta phải phát hiện những cái người như vậy, rồi tăng cường cái điều kiện vệ sinh của phụ nữ lên, nhất là cái nguồn nước. Và các bạn, cái biện pháp tiếp theo là các bạn có thể truyền thông giáo dục về sức khỏe, về tác hại của bệnh này và cái phương thức mà nó lây nhiễm, hay là cái cách mà chúng ta có thể phòng chống được để cho người ta tự ý thức được và tự bảo vệ cho cá nhân mình. Rồi thì cái thực hiện cái việc là thanh toán cái nạn mại dâm này. Ở cái đối tượng mại dâm là cái đối tượng mà có nguy cơ nhiễm rất là cao, và cái tỷ lệ nhiễm nó cũng cao nữa. Thì muốn là phòng được cả một cộng đồng thì chúng ta lại phải thanh toán được cái nhóm đối tượng này. Tuy nhiên thì cái thực hiện cái việc thanh toán nhóm đối tượng này thì không phải là dễ dàng, nó rất là khó khăn, cần phải có nhiều các cái cơ quan đoàn thể ban ngành phối hợp và có các cái biện pháp cụ thể, các cái kế hoạch để chúng ta mới có thực hiện được. Rồi thì xã hội hóa cái công tác phòng chống các cái tệ nạn xã hội này, chúng ta lồng ghép vào các cái chương trình chăm sóc sức khỏe khác, như là chương trình kế hóa gia đình này, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản này. Đấy, đấy là một số những cái biện pháp mà chúng ta thực hiện để phòng trong cùng cộng đồng. Thì đấy là cái nội dung về cái loại trùng roi ở đường tiết niệu sinh dục. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại ký sinh trùng nữa, cũng ký sinh gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục, đó là nấm, vi nấm, có tên nó là Candida albicans. Đây là một cái loại nấm men. Cái nấm này thì có khả năng gây bệnh, tuy nhiên thì nó cũng là một cái thành phần thường gặp ở cái hệ vi sinh vật đường ruột của người. Thông thường thì nấm Candida albicans này nó sẽ sống cộng sinh, nhưng mà lại có khả năng trở thành gây bệnh ở trong một số những cái trường hợp. Ví dụ như là những cái người suy giảm miễn dịch ấy, thì cái nấm này nó sẽ
chuyển sang cái trạng thái gây bệnh đấy, và được xếp vào một trong những cái nấm gọi là nấm gây bệnh cơ hội. Thì cái hình thể của nó, đây là cái hình thể của cái nấm này, nấm men Candida americana, nó là dạng nấm men, thế nên là hình thể của nó sẽ là những cái tế bào men. Thì tế bào men chính là những cái hình tròn này, hoặc là hình cầu, hay là hình bầu dục. Đây, đây các bạn quan sát cái hình ảnh ở phía bên trái nhé. Đây là cái tế bào nấm men ấy, nó sẽ có dạng hình cầu như thế này, hoặc là hình bầu dục, rồi có những cái hình tròn, và có những cái thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có dạng nảy búp. Đây ạ, một cái hình bầu dục to và một cái búp nhỏ phía bên cạnh. Đây là cái hình dạng nảy búp của nó. Và đây cũng chính là cái cách mà nó sinh sản. Nó sẽ sinh sản theo cái hình thức vô giới bằng cách nảy búp. Từ một cái tế bào mẹ sẽ có sinh ra một cái tế bào con nhỏ bên cạnh này. Sau đó là nhân thì nó sẽ phân chia và được chuyển vào tế bào con. Tế bào con này sẽ lớn dần lên đến khi nào, đến khi mà cái kích thước nó gần tương ứng với cái tế bào mẹ, thì lúc này nó sẽ tách ra tạo thành một cái bào tử mới. Đấy là cái cách mà nó sinh sản. Thì với mỗi cái tế bào nấm men này thì nó rất là nhỏ thôi, 2 đến 5 micromet, và chúng ta muốn quan sát thì các bạn sẽ phải quan sát ở kính hiển vi, ở vật kính 40 thì chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng và rõ ràng hơn. Còn là cái hình ảnh bên cạnh này, đây cũng là hình ảnh về nấm Candida, các cái tế bào nấm men. Ngoài ra thì các bạn có thấy các cái sợi dài đây không ạ? Đây là cái sợi nấm, tuy nhiên thì cái sợi này gọi là sợi tơ nấm giả. Bản chất bình thường của nó sẽ là các cái tế bào men như thế này. Khi mà nó chuyển sang cái trạng thái gây bệnh thì các cái nấm này nó sẽ bắt đầu sinh ra cái sợi nấm giả. Từ cái sợi nấm giả này thì nó sẽ giúp cho các cái tế bào men này nó len sâu vào sâu bên trong các cái cơ quan bộ phận của cơ thể. Đấy. Và nó do vậy là nó sẽ có thể vào sâu vào trong máu này, vào trong tủy xương này, trong lách này, trong phổi này, đấy, rất nhiều các cái cơ quan khác nhau. Và cái nấm này người ta còn gọi đấy là nấm nấm nội tạng, bởi vì nó xâm nhập được vào trong nội tạng và gây bệnh ở đó. Về cái đặc điểm ký sinh của nó thì nó sẽ có khả năng sống ngoại sinh và sống ký sinh, có hai khả năng. Sống ngoại sinh ở ngoại cảnh, ngoại cảnh thì các bạn có thể gặp cái loại nấm này ở trong đất này, trong nước này, trong thực vật này, có thể thấy ở thức ăn này, đồ uống, rất nhiều các cái vị trí khác nhau, nhưng mà nó sẽ sống ở ngoại sinh. Như vậy đặc biệt là trong các cái loại quả chua ấy, mà đang trong cái tình trạng thối dữa thì ở những cái quả đấy chúng ta rất dễ gặp nấm này, nhất là những cái quả dứa thối ở những cái mắt dứa ấy, cái nấm này thường xuyên nó sẽ ký sinh ở đấy. Nếu chúng ta ăn phải những cái mắt cái quả dứa như vậy thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm cái loại trùng con này. Còn đối với ở người thì các cái nấm này, nấm Candida này, nó sẽ sống ngoại sinh ở trên da này, ở miệng này, ở ruột này, ở phế quản này, hoặc là âm đạo, tức là nó sẽ sống ngoại sinh trong các cái hốc tự nhiên của người. Bình thường là đã có rồi. Đấy, ở những cái người bình thường khỏe mạnh ấy, người ta tìm thấy rằng nấm Candida có khả năng ở trong miệng này khoảng 30%, ở ruột là 38%, ở âm đạo là khoảng 39%, hay ở phế quản là 17%. Những người bình thường khỏe mạnh là đã có cái nấm này rồi. Trong một số cái điều kiện nhất định thì những cái vi nấm Candida này nó sẽ chuyển sang cái trạng thái gọi là trạng thái ký sinh, và lúc này nó mới gây thành bệnh. Thì khi mà nó ở trạng thái ký sinh thì cái đặc trưng ở trạng thái ký sinh của nấm Candida này đó là cái số lượng vi nấm nó sẽ tăng lên, tức là số lượng tế bào nấm men nó sẽ tăng lên rất nhiều này. Cái thứ hai là nó sẽ hình thành nên cái sợi tơ nấm giả, giống như ở cái hình ảnh vừa rồi các bạn quan sát đấy. Nó sẽ hình thành nên cái sợi tơ nấm giả. Thì những cái sợi tơ nấm đấy sẽ giúp cho tế bào nấm xâm nhập sâu vào bên trong cơ thể. Đấy là cái trạng thái ký sinh của nó. Thì khi mà nó ký sinh ý, thì nó sẽ có khả năng gây tổn thương ở rất nhiều các cơ quan vị trí khác nhau. Các bạn có thể gặp ở miệng này, ở ruột này, ở móng tay, móng chân này, ở âm đạo này. Và ở nam giới thì nó ở bao quy đầu này. Rồi thì đối với nó có thể xâm nhập sâu vào bên trong các cái cơ quan nội tạng như gan, phổi, não, lách, đấy, rất nhiều các vị trí khác nữa. Đấy, ví dụ như ở nấm ở miệng chẳng hạn thì các bạn đã nghe thấy cái bệnh tưa lưỡi ở trẻ em chưa? Chính là do nấm Candida này gây ra đấy. Bình thường là nó đã có ở miệng rồi. Đấy, sau đó là nó sẽ tăng sinh và nó gây bệnh, thì lúc này nó sẽ gây ra cái hiện tượng tưa lưỡi. Thường là gặp ở trẻ em hoặc là người già thì sẽ gặp vi nấm ở miệng. Rồi thì ở cái đường ruột
đường tiêu hóa cũng sẽ có khả năng bị vi nấm candida này gây ra các cái hiện tượng như tiêu chảy hay là gây nấm ở móng tay, móng chân. Nấm móng thì các bạn đã nghe nhiều rồi đúng không ạ? Nấm móng thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra nấm móng, rất nhiều các loại nấm để gây ra nấm móng. Tuy nhiên thì nấm candida cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra nấm móng. Còn cái nội dung của cái bài ngày hôm nay là chúng ta đang tập trung chủ yếu vào đường tiết niệu sinh dục đúng không ạ? Thì nó sẽ gây ra viêm âm đạo ở phụ nữ. Đây ạ, các bạn đang nhìn thấy ạ, nó sẽ xuất hiện các cái mảng trắng ở cái phần niêm mạc phần âm đạo này. Nó sẽ gây ra viêm âm đạo này. Hoặc là nam giới, nam giới thì sẽ gây ra viêm bao quy đầu. Đấy. Ở cái viêm âm đạo ở người phụ nữ thường thì nó sẽ xuất hiện các cái triệu chứng, đó là bệnh nhân sẽ có ngứa âm hộ này, cảm giác bỏng và đau khi giao hợp này, khi khám thì lúc này thấy âm đạo của niêm mạc âm đạo đỏ và sẽ có xuất hiện khí hư ra rất là nhiều và khí hư này thì có màu trắng và nó sẽ không có mùi. Còn cái bình thường nó đã có ở âm đạo rồi thì cái yếu tố thuận lợi để nó có khả năng tăng sinh gây bệnh, khi mà nó gây bệnh thì nó sẽ phải gặp cái yếu tố thuận lợi thì nó mới có khả năng gây bệnh, nhất là những cái người mà phụ nữ có thai 3 tháng cuối này, hoặc là những cái người mà sử dụng kháng sinh ấy, kháng sinh phổ rộng kéo dài, hay là có những cái bệnh kèm theo ví dụ như là đái tháo đường này, rồi thì cái người mà có quan hệ tình dục thường xuyên hay là sử dụng các cái loại thuốc tránh thai kéo dài, thì những cái yếu tố đấy sẽ là yếu tố góp phần để phát triển thành bệnh. Tức là những yếu tố đấy là những yếu tố thuận lợi để cho vi nấm này nó phát triển và nó sẽ chuyển sang cái trạng thái gây bệnh. Còn bình thường là nó đã có sẵn ở đấy rồi nhưng mà nó không gây bệnh. Đấy, các bạn để lưu ý. Ở nam giới thì chúng ta có thể là gặp viêm bao quy đầu do nhiễm nấm này. Triệu chứng thì bệnh nhân sẽ xuất hiện bỏng rát này, cái ngứa ở vòng bao quy đầu này, nó sẽ xuất hiện các cái mảng trắng. Thì các bạn có thể quan sát lại xuất hiện những cái mảng trắng này. Tuy nhiên thì cái vùng niêm mạc ở vùng này nó sẽ không bị loét. Hoặc là chúng ta có thể gặp là viêm niệu đạo này. Bệnh nhân sẽ có ngứa vùng lỗ sáo này, đi tiểu thì cảm giác thấy đau này và trong nước tiểu thì sẽ có dây tơ và mủ. Ngoài ra thì nó có thể gây bệnh ở hệ tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu với viêm thận, viêm bể thận. Đấy là những cái tổn thương có thể gặp phải ở đường tiết niệu sinh dục do nấm candida này gây ra. Còn về đặc điểm dịch tễ thì cũng giống như tất cả các cái bệnh ký sinh trùng khác thôi. Khi phân tích đặc điểm dịch tễ, các bạn nhớ là xác định cho cô bốn yếu tố cơ bản nhất. Thứ nhất là nguồn bệnh, cái thứ hai là yếu tố về mầm bệnh và cái thứ ba là yếu tố về con đường lây nhiễm. Và cái yếu tố thứ tư là yếu tố khối cảm thụ. Thì về nguồn bệnh trong cái bệnh nấm candida này thì nó cũng là người. Phải là người nhiễm nấm. Còn cái yếu tố mầm bệnh ở đây thì chính là các cái vi nấm về candida này thôi. Đường lây nhiễm thì nó sẽ cũng giống như là cái con đường lây nhiễm ở các bệnh do trùng roi. Có hai cái con đường lây nhiễm trực tiếp qua quan hệ tình dục không lành mạnh và cái con đường gián tiếp nếu chúng ta sử dụng chung các cái đồ dùng vật dụng cá nhân, quần áo rồi khăn màn xô chậu, sử dụng chung nguồn nước chẳng hạn, sử dụng chung cái nước rửa nhé. Rồi cái khối cảm thụ thì tất cả mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm cái nấm candida này là như nhau, trẻ em cũng như người lớn, nam nữ cũng là như nhau và các cái độ tuổi đều có nguy cơ cả. Về cái cách chẩn đoán thì để chẩn đoán một trường hợp nhiễm nấm candida này, chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào cái xét nghiệm trực tiếp. Chúng ta soi tươi tiêu bản, các bạn quan sát phát hiện ra cái hình thể của nấm candida. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng chẩn đoán đấy là nấm gây bệnh, mà chỉ trong trường hợp khi các bạn nhìn thấy cái sợi tơ nấm giả thì lúc đấy chúng ta mới được chẩn đoán đấy là nguyên nhân gây bệnh. Còn nếu mà chúng ta chỉ thấy các cái tế bào nấm men tròn tròn hình bầu dục này không ấy, tất cả các cái vi trường các bạn quan sát đều chỉ thấy các cái tế bào nấm men này không, thì các bạn chỉ thể chẩn đoán được đấy là nấm candida thôi, chứ nó chưa chẩn đoán được đấy là nguyên nhân gây ra cái viêm nhiễm ở vị trí đó. Mà chỉ khi nào nó xuất hiện cái sợi tơ nấm giả này. Đấy, khi nào mà trên vi trường các bạn thấy có sợi tơ nấm giả và các cái tế bào men xung quanh như thế này thì chúng ta mới chẩn đoán nấm candida là nguyên nhân gây ra tổn thương ở cái vị trí đó. Còn đây là cái hình ảnh khi mà chúng ta nuôi cấy, chúng ta lấy cái bệnh phẩm đó, sau đó các bạn sẽ cấy lên cái môi trường
Saburo này chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ mọc ra những cái gây đến cái hình, đây gọi là khuẩn lạc, nó sẽ mọc ra cái khuẩn lạc sẽ có màu trắng này, kem này, rất tròn và nhẵn. Đấy, đấy là khuẩn lạc của nấm men, nấm Candida. Còn về điều trị và dự phòng, về điều trị thì chúng ta cũng sẽ có cái thuốc điều trị nấm này. Chúng ta sẽ sử dụng dạng viên đặc hoặc là bôi da, nó rất là có hiệu quả. Và cái thuốc mà chúng ta hay sử dụng ở đây đó là fluconazole, liều duy nhất là 150 mg. Đấy là cái cách điều trị nấm men này. Và khi điều trị về nấm men thì các bạn cũng lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta lấy bệnh phẩm này, các bạn vừa quan sát cái hình thể của nấm men và vừa quan sát xem có hình ảnh của trùng roi hay không. Nếu có trùng roi thì các bạn sẽ phải điều trị cả cái trùng roi nữa. Rồi thì cái biện pháp phòng bệnh nó cũng sẽ tương tự giống như là biện pháp phòng bệnh đối với trùng roi. Chúng ta phải tăng cường cái việc vệ sinh cá nhân lên, rồi thì phát hiện và điều trị những cái người mà có nhiễm nấm, và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho mọi người, cho tất cả mọi người biết về cái tác hại của nấm này, cái cách mà nó lây nhiễm và cái cách mà nó phòng, các cái biện pháp để dự phòng cái bệnh đó, để từ đó mọi người sẽ có ý thức tự phòng chống cho cá nhân mình. Thì đấy là cái nội dung về các cái nấm Candida này. Trên đây là cái nội dung mà cô muốn chia sẻ với các bạn về hai cái loại ký sinh trùng nó ký sinh và gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục, đó là trùng roi Trichomonas vaginalis và vi nấm Candida albicans. Thì với cái nội dung cô chia sẻ như vậy, các bạn có chỗ nào chưa rõ và có gì muốn hỏi thêm nữa không ạ? Với hai cái nội dung về vi nấm và về trùng roi này thì các bạn có chỗ nào chưa rõ và có gì muốn hỏi thêm nữa không? Dạ không ạ. Nếu mà chúng ta không có thắc mắc gì thêm thì cô kết thúc bài học ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Chúng ta nghỉ nhá. Cô chào các bạn. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào các Em em. chào cô ạ.